chương một thân phận là gì mùi máu tanh phảng phất trong không khí những trận gió mang theo mùi chết chóc cứ thế thổi không ngừng thưa thiết soái quân địch đã rút khỏi lãnh thổ chúng lùi về sau phía trong hữu thủ vô cùng cung kính báo cáo nói với tả thủ ở lại xử lý việc còn lại còn anh theo tôi về lại thành phố ra bóng dáng cao lớn uy nghi của thiết soái luôn tạo cho người ta uy áp khó tả đây chính là chiến thần của đông uy không ai biết rõ thân phận thật của anh Mọi thứ về Thiết Soái Chiến Thần chỉ nằm trong hồ sơ mật, cả Đông Uy này chỉ có hai người mới có thể được mở hồ sơ này. Về thành phố ra, vẻ mặt Hữu Thủ có chút mờ mịt, "Đúng, đi trong đêm nay." Thiết Soái dứt khoát ra quyết định, quay lưng trở về đại doanh chuẩn bị. Nhìn bóng dáng uy nghiêm kia, Hữu Thủ có chút không hiểu, nhưng lại nghĩ đến điều gì đó lại như sáng tỏ. Ai cũng biết đến danh tiếng Thiết Soái Chiến Thần, nhưng không có mấy ai biết vị chiến thần này từng có một đoạn quá khứ. Trước khi đi vào con đường quân nhân này, Thiết Soái cũng từng là một doanh nhân thành đạt cùng người bạn thân là Dung Vị. Audio điện tử võ tấn bền. Nhưng không rõ nguồn cơn thế nào, cả hai đều bị người hãm hại, người thì rơi vào tù tội, kẻ thì lưu lạc. Chính vị lưu lạc nên Thiết Soái đã gặp được người thầy của mình, từng bước trở thành chiến thần lừng lẫy. Vẹn vẹn ba năm, uy danh Thiết Soái chiến thần đã vang danh khắp nơi, các thế gia đông uy muốn kết thân, thế lực ngoại quốc cũng muốn làm thân nhưng có lẽ chịu quá nhiều hãm hại lúc trước thiết soái đều lãnh đạm thành phố gia lục gia biệt thự hồ di thiết soái đây là nhìn căn biệt thự hoa lệ xa lạ kia hữu thủ hơi hoài nghi từ giờ đừng gọi tôi là thiết soái thân phận của tôi là tuyệt mật gọi tôi là hồ cửu là được vẫn dáng vẻ uy nghi thường ngày nhưng giọng nói có hơn ba phần dịu dàng khi nhìn về phía khu biệt thự đây là mái ấm của anh và lục thạc cô ấy vì anh đã chịu khổ cực năm đó bị người hãm hại, bỏ lại vợ một mình. Anh đau đớn vô cùng, hôm nay Vinh Quy hồi hương, anh muốn cho cô một cuộc sống tốt đẹp. Đi thôi. Hồ Cửu lên tiếng ra hiệu cho hiếu thủ, hiếu thủ luống cuống theo sau, vẻ mặt như đang đặt ra hàng ngày câu hỏi. Ngay tại phòng khách của khu biệt thự xa hoa, không khí vô cùng căng thẳng. Lục thạc, con nghĩ kỹ đi, hôm nay ta chỉ cho con hai sự lựa chọn, một là cuốn gói xéo khỏi đây, hai là cưới phúc hiếu ra ông cụ chống quải trượng, tóc hoa dâm, trên người có uy thế gia chủ. Lục lão gia chủ lục quân, cũng là ông nội của lục thạc đang vô cùng tức giận. Con, chấm con không thích phúc thiếu gia kia. Anh ta, lục thạc vừa nói vừa khóc không thành câu, cô vô cùng tủi thân. Người chồng vô dụng kia của cô bỏ đi bao năm qua, mình cô chống đỡ mọi thứ, giờ lại còn ép cưới. Trong lòng cô vô cùng đau đớn, dù sao con cũng đã là người đã có chồng sao có thể ầm tiếng quải trượng đậm mạnh lên sàn như muốn thể hiện uy nghiêm của chủ nhân chuyện đó có gì khó chỉ cần ta muốn thì trong hôm nay con nhận ngay giấy xác nhận ly hôn giọng nói như thông báo cho lục thạc biết không phải để hỏi ý kiến lục quân là gia chủ lục gia nhiều năm qua chưa ai dám cãi ông ta một lời nào lời ông ta nói ra như mệnh lệnh chỉ có thể đáp có không được nói không vốn đã quen với việc này nên việc ngày hôm nay như đã định Ông chỉ muốn Lục Thạc gả đi mang lại lợi ích cho Lục gia, Phúc gia là gia tộc lớn, lại có nhiều mối quan hệ cần thiết cho Lục gia. Chỉ hy sinh một đứa cháu gái vô dụng mà đổi được các mối quan hệ lớn kia, ông không tiếc. Cha, Lục Thạc, nó, nó không thể, ai cũng biết. Phúc thiếu gia kia nổi tiếng dâm loạn, nhìn con gái khóc lóc thảm thiết, Lục Chỉ cha của Lục Thạc không cầm lòng được. Tuy rất sợ hãi người cha Lục Quân này, nhưng Lục Chỉ cũng chỉ có một đứa con gái này ông không nỡ, dù sao mẹ lục thạc cũng đã mất sớm. Im miệng, mày có tư cách gì nói chuyện ở đây? Thứ vô dụng, lục quân tức giận. Mọi người xung quanh nhìn lục chỉ cùng lục thạc, xem đó làm vui. Dù sao thì trong lục gia, lục chỉ luôn bị mọi người coi thường. Ba năm trước, lục thạc lấy được hồ cửu được xem là thiếu niên xuất chúng, ai ai cũng ngưỡng mộ. Bọn họ còn nể mặt vài phần. Nhưng từ sau khi tập đoàn Thiên La của Hồ Cứu cùng Dung Vị bị người khác thâu tóm, hai người kia kẻ thì tù tội, kẻ phải lưu lạc đến nay không có tung tích, thì Lục chỉ tồn tại trong nhà như một kẻ ăn mày không hơn. Lục Thạc thì còn chút thực lực làm việc tại Lục thị, giúp Lục thị lấy được nhiều dự án, ít ra còn chút giá trị. Giờ đây cô còn lọt vào mắt Phúc thiếu gia, đừng nói hắn ta dâm loạn, dù là hắn ta muốn Lục Thạc là công cụ phát tiết thì Lục gia cũng vui vẻ dâng hai tay. Ông nội, con không lấy, nhất quyết không lấy. Dù sao Hồ Cửu có là một kẻ vô dụng vẫn là chồng con, chồng con chưa tung tích, con không thể lấy người khác. Cuống Hồ, con không thích phúc thiếu gia. Nhìn thấy ánh mắt mỉa mai của những người thân kia, Lục Thạc nhìn cha mình khúm núm cầu xin, cô vô cùng đau lòng, cô lấy hết can đảm phản bác Lục Quân một cách rành mạch. Ngu xuẩn! Sao Lục gia lại có hai kẻ vừa ngu vừa vô dụng như vậy chứ? Người Lục gia mỗi người góp một câu, sợ rằng chuyện không loạn. Lục Quân lần đầu bị người khác phản bác, cảm thấy như uy quyền gia chủ bị xúc phạm, vô cùng tức giận, mặt ông ta đen lại. Khốn kiếp, đồ vô dụng, ngu xuẩn, tao nuôi lo cho bọn mày để bọn mày cãi tao thế này à? Thằng quát con hồ cửu kia giờ đã là ăn mày ở nơi nào rồi, thoát được nó mày phải mừng chứ. Còn mày, đã không làm được gì cho lục gia thì đừng có cản trở lục gia của tao thăng tiến. Vừa nói lục quân vừa dùng quải trượng xỉa vào mặt lục thạc cùng lục chỉ, thuận chân đạp lên người lục chỉ. Vì quá bất ngờ lục chỉ té nhào, lục thạc vội đến đỡ cha lên. Ông nội, ông tức giận cứ đánh cháu. Cha cháu không có lỗi gì cả, ông ấy đang mang bệnh, xin ông nội, lục thạc vừa khóc vừa ôm cha mình. Ở trong lục gia này cha con cô chịu bao nhiêu ấm ức không thể kể xiết. Nhưng vì không nơi nương tựa, bên cha cô cần thuốc thang đắt đỏ, cô cắn răng chịu đựng lục gia sỉ nhục cô. Thậm chí họ lợi dụng cô, cô cũng biết, chỉ là cô vì cha cô mày còn nói được câu đó. Cha mày tốn của lục gia này bao nhiêu thuốc thang đắt đỏ, mày lấy phúc thiếu gia có phải xong rồi không? Tao không nói nhiều, hoặc tự nguyện tối nay tới tìm phúc thiếu gia, hoặc hai cha con mày cuốn gói đi khỏi đây đi. Lục quân ngồi xuống, giọng nói như ra lệch, lòng ông ta cùng người lục gia chắc chắn lục thạc đồng ý. Chỉ vì người cha bệnh tật kia thì lục thạc cần phải suy nghĩ rồi. Lục chỉ lúc này không biết lấy đau ra sức lực, kéo lục thạc lại, lớn tiếng nói không được, lục thạc, con không được lấy tên xấu xa đó. Cha có chết cũng không cho con lấy phúc thiếu ra gì kia. Nhìn một màn này, lục quân tức giận ném chén trà về phía lục chỉ, nhưng vì quá chậm chạp, lục chỉ bị chén trà đập trúng đầu. Dường như chưa hả giận, lục quân cầm quải trượng định đánh đến người lục chỉ, lục thạc sợ hãi vội ôm lấy cha mình. Nhưng quải trượng dừng trên không trung vẫn không thể hạ xuống. Ai cho ông cái quyền đánh cha vợ của tôi? giọng nói đầy uy áp như muốn bước lục quân lùi lại chương hai không ai được động vào người nhà của tôi kể cả ông mọi người ở lục gia nhìn thấy người đang nói thì khiếp sợ không thôi hồ cửu nhìn thật khác là hắn sao trong lục gia ai cũng bất ngờ thói đời là vậy dẫm trên đạp dưới một chút cũng không có sự thương xót hỗn láo cháu nhà tao thì tao có quyền dạy dỗ mày là cái thá gì lục quân tuy bị uy áp của hồ cửu bước lùi một bước nhưng vẫn không hề yếu thế, bày ra bộ dạng cao cao tại thượng. Một kẻ vô dụng như mày, càng không có tư cách. Từng câu từng chữ như muốn đả kích hồ cửu. Lục quân muốn khẳng định rõ ràng vị trí gia chủ của mình là bất khả xâm phạm. Tôi có vô dụng thì cũng không để vợ tôi và cha vợ tôi chịu bất kỳ tổn thương nào. Vừa nói anh vừa hất quải trượng ra, anh cố ý dùng sức nên làm cho lục quân trao đảo. Ông ta khó khăn lắm mới có thể đứng vững được. Trong lòng bùng lên lửa giận, cảm thấy bản thân mất mặt trước con cháu lục gia ây dô không nói thì thôi nói ra mới biết là hồ cửu một thời đại danh đỉnh đỉnh còn không phải cuối cùng lại bị đánh về nguyên hình là một tên ăn mày sao giọng the thế của tuyết hoa vợ của lục hùng cũng là lão nhị trong nhà đi sao không đi luôn về đây định ăn bám lục gia lục hùng liếc nhìn rồi bỏ ra một câu khinh miệt hai vợ chồng lão nhị ra sức lấy lòng lục quân nên không tiếc lời miệt thị nhìn thấy vợ chồng lão nhị như vậy lão tam lục bạch không yếu thế có gì mà không được còn không phải mấy năm qua chúng ta quá nổi tiếng phát triển lục thị tới mức ai cũng biết hắn về kiếm chút cháo cũng là chuyện bình thường hắn xứng lục quân nghe vậy thì hơi nguôi giận nhưng cũng không quên miệt thị lúc này lục thạc mới phản ứng lại người đứng kia đúng là hồ cửu chỉ là anh đen hơn cơ thể cường tráng hơn trên người lại có một khí chất khó tả hồ cửu chấm ANS về khi nào? Hồ Cửu đỡ Lục Chỉ cùng Lục Thạc lên ghế ngồi, dáng vẻ vụng về. Anh cố dịu dàng nhưng vì nhiều năm chiến trường tôi luyện nên động tác có chút không thoải mái. Anh về rồi. Anh xin lỗi đã để mọi người chịu khổ. Từ giờ sẽ không thế nữa. Nhìn Lục Thạc khóc đến mức đỏ cả mặt, dù sao Lục Thạc cũng được mệnh danh là hoa khôi thành phố ra, đến khóc cũng vài phần quyến rũ. Tại sao, chỉ một câu xin lỗi là xong sao? Anh bao nhiêu ớt ức dồn nén không nói thành lời. Cô có bao nhiêu tủi nhục, nhẫn nhịn bao nhiêu, lúc cô cần thì anh lại bỏ đi, giờ quay về thì có ích gì chứ. Tôi không cần lời xin lỗi của anh, lục thạc không muốn chấp nhận lời xin lỗi này. Hồ Cửu, cậu về rồi. Lúc này lục chỉ lên tiếng, dù sao Hồ Cửu ở đây rồi, tốt xấu gì lục thạc cũng sẽ không bị gả đi cho tên biến thái kia. Tuy ông không quá hy vọng Hồ Cửu làm nên trò chống gì, nhưng chỉ cần hồ cửu không chịu ly hôn thì con gái ông không phải vào miệng cọp. Hừ, đừng cho rằng có tên vô dụng này chúng mày có thể yên ổn. Vẫn câu đó, cuốn xéo đi hay bò lên giường phúc thiếu ra. Nhìn hồ cửu, lục quân càng thấy chướng mắt, nhưng kế hoạch phát triển lục gia vẫn phải tiếp tục. Một hồ cửu không thể làm gì được, có mày cũng tốt, lục gia cũng đỡ phiền phức. Cho mày 10 triệu, mày ký giấy ly hôn rồi cút đi đâu thì đi. Nói xong, Lục quân ra hiệu cho Lục Hùng chuẩn bị giấy tờ cùng tiền. Lục Hùng thấy cha để mình làm thì vội vàng nhanh nhỏ lấy xét ký nhanh 10 triệu, đồng thời chuẩn bị đơn ly hôn đã soạn sẵn. Lục ra bọn họ muốn giả mạo chữ ký và dùng mối quan hệ để cắt đứt hôn nhân này. Hồ cửu xuất hiện thì dễ hơn rồi. Đây là chi phiếu 10 triệu, giấy đây, ký đi. Đập tờ chi phiếu vào mặt hồ cửu, Lục Hùng nhếch mép cười. Ông nghĩ cuộc hôn nhân này của chúng tôi đáng giá 10 triệu giọng nói hơi đanh lại, nhíu mày nhìn thằng Lục Quân. Phía bên này, Lục Quân từ từ ngồi về vị trí chủ vị, trong lòng có chút thả lòng. Ông cho rằng Hồ Cửu đang chê ít, một tên nghèo kiết như mày, có 10 triệu là đủ rồi. Chẳng lẽ còn muốn không làm mà có ăn, Lục Bạch Hồ theo đòn ý, muốn làm Lục Quân vui vẻ liền lên tiếng. Hồ Cửu à, tôi nói cậu nha. Thanh niên sức dài vai rộng, tiền này cứ kiếm chỗ ở tạm, tìm việc gì đó làm cứ thế qua ngày, thế là quá tốt. Lục thạc được ăn sung mặc sướng, nhà cao cửa rộng, không tốt sao. Đúng nha, vợ cậu không lo được thì để người khác lo, không nên làm khổ vợ cậu chứ. Tuyết hoa cũng không yếu thế bồi thêm một câu. Ngồi trên ghế, lục quân hài lòng gật gù có vẻ vừa ý, nhìn thấy vậy bọn người lục ra càng ra sức khinh thường hồ cửu. Ly hôn, các người muốn ép vợ tôi lấy người khác, nghĩ cũng đừng nghĩ, vừa lúc này, lục xuyên chạy vội vào nhà, vẻ mặt gấp gáp. Phúc Hiếu ra tức giận rồi, mọi người xong cả chưa? Con khó khăn lắm mới tìm được mối tốt thế này, bộp. Lục Xuyên cảm thấy cả người tê dại, gò má bỏng rát. chương Ba, các người đừng hối hận. Sắc mặt bọn người lục ra vô cùng sướng sờ, lục quân không ngờ chú đích tôn của ông lại bị một tên vô dụng đánh. Thằng khốn nạn, mày làm gì vậy? Mày muốn tìm chết? Vừa nói lục quân đứng bật dậy, cầm gậy chĩa thẳng vào mặt hồ cửu. Bộp. Lục Hùng tức giận không chịu được, xông thẳng tới hồ cửu định dáng một đấm vào mặt anh. Nhưng chưa kịp đụng đến hồ cứu đã bị hữu thủ đạp ra xa, thân thể mập mạp của Lục Hùng lảo đảo phịch xuống ghế, lòng mục đau nhói. Mày là thằng khốn nào, sao có thể lộng hành trong lục ra, người đâu cả rồi. Lục quân gào lên tức giận. Hữu thủ thủ thế đứng trước mặt hồ cửu, Lục Xuyên vừa ôm mặt vừa chạy lại sau lưng Lục quân. Vợ tôi ai dám hạ nhục, kẻ đó phải chết. Không nói quá nhiều, từng lời hồ cửu như đâm vào tai mọi người ở đây. Người đâu cả rồi, chết cả rồi à. Lục quân cảm giác bị sỉ nhục, lục gia dù ra sao cũng là một trong các gia tộc có tiếng tăm ở thành phố gia này. Sao lại để một thằng nhãi vô dụng sỉ nhục như vậy? Lục thạc là người lục gia, tao muốn gả nó cho ai nó phải theo người đó. Mày là cái thá gì? Cô ấy là vợ tôi. Không còn là người lục gia. Hồ Cửu khẳng định chắc chắn. Mày, mày, chỉ cần tao muốn thì nó sẽ không còn là vợ mày. Cả người lục quân giận tới mức run rẩy. Nếu ông nói về đám người canh cổng kia thì họ không vào được đâu. hiếu thủ như muốn nhắc nhở. Bọn người lục ra vô cùng khinh miệt, nhìn hai người hồ cửu cùng hiếu thủ mặc đồ cũ kỹ, vẻ mặt còn dính đầy bụi. Họ cho rằng cả hai đều là lũ nghèo hèn, lăn lộn một chút nên biết chút kỹ thuật đánh nhau. Nội tâm họ đều sợ hai kẻ này làm liều, đánh tới họ gây tổn thương tới thân thể họ. Ngoài ra, ánh mắt họ nhìn hai người chỉ là sự khinh thường rẻ mạt. Nếu bọn họ biết được người trước mặt họ chính là thiết sói chiến thần lừng danh, cùng đại tướng hữu thủ một trong tứ đại danh tướng của Đông Uy, thì họ sẵn sàng quỳ mọt dưới chân hai người kia mất. Mày! Lục Thạc, cha vợ, con về rồi. Con sẽ đòi lại công bằng cho hai người. Hồ Cửu nhìn bọn người lục ra một lượt, cũng đủ hiểu trong mấy năm qua vợ anh cùng cha vợ đã chịu đựng bao nhiêu tủi nhục ấm ức. Anh làm gì được chứ? Anh bỏ đi 3 năm, giờ quay lại vẫn là một bộ khó coi. Anh làm sao có thể làm gì được chứ? Cha tôi." Lục Thạc vừa nói vừa khóc, cảm giác bất lực cùng thất vọng, cô mong anh về nhưng là về với tư thế một người thành công, có thể giúp cô cùng cha cô. Đằng này nhìn bộ dạng kia thực sự cô không thể trông mong gì hơn ở anh. Hồ Cửu, đưa Lục Thạc đi đi. Có sao sống vậy, đừng để nó bị người ta trả đạp." Bản thân Lục Chỉ vô cùng thất vọng nhưng ông biết dù sao Hồ Cửu vẫn yêu thương con gái ông. Cuộc sống có lẽ khổ một chút, nhưng còn hơn là để con gái làm món đồ chơi bị bọn người kia trà đạp. Đây là điều duy nhất ông có thể làm cho con gái. Ông tự trách bản thân quá vô dụng. Cha, con không cần. Nhìn cha như vậy, lục thạc đau lòng. Chúng mày giỏi lắm, diễn cảnh tình thân à. Lục thạc, mày nên nhớ, là ai cho cha mày thuốc, không có lục gia sẽ không có cha con mày đâu, nghĩ cho kỹ. Tự bò lên giường phúc thiếu ra hoặc biến khỏi đây, từ nay lục ra với cha con hai người không còn can kệ. Sống chết mặc kệ, lục quân chống mạnh quải trượng xuống nền đất, muốn uy hiếp cha con lục chỉ. Đi với anh, được chứ, hồ cửu không nhiều lời, cũng không muốn ở lại nơi dơ bẩn này lâu hơn. Trong khi lục thạc đang do dự, cô nhìn cha mình, cô hiểu lục quân nói không sai, thuốc men của cha cô lên tới con số vài trăm triệu một tháng nếu không có lục gia duy trì e rằng mạng của cha cô không còn nếu ở lại sẽ bị họ đẩy lên giường làm đồ chơi cho phúc thiếu gia kia để đổi lại lợi ích gia tộc nếu đi thì cha cô phải làm sao không tôi không thể cha tôi tin anh được không anh sẽ lo cho em và cha hồ cửu cắt ngang lời lục thạc anh muốn dạng danh đường đường chính chính trở về làm cho vợ anh tự hào người thân thiết với anh vui mừng nhưng có lẽ với thân phận hiện giờ nếu anh công khai thì chỉ làm cho bọn ruồi bọ bám chặt lấy anh cùng người xung quanh anh. Tốt nhất cứ ẩn giấu thân phận, anh còn mối thù phải báo, chuyện năm đó có nhiều thứ còn chưa rõ ràng. Cả người bạn thân đang ngồi tù của anh, anh sẽ chính tay đòi lại từng thứ một. Lục thạc, nên đi thôi con. Cha tin hồ cửu. Bản thân lục chỉ không hề tin hồ cửu có thể làm gì, chỉ là ông muốn lục thạc đừng vì ông mà chấp nhận làm đột tiêu khiển của người khác. Nếu con không đồng ý, Cha thả chết cũng không ở lại đây nữa." Lục Chỉ kiên định, dùng hết can đảm cả đời này để bảo vệ đứa con gái này. "Cha, con. Được, phản rồi, loạn rồi." Chúng mày hưởng thụ từ Lục gia, lại muốn hướng ra ngoài. "Tốt, tốt. Nếu hôm nay bọn mày bước ra khỏi Lục gia thì sau này có bất cứ chuyện gì, cũng không liên quan Lục gia." Lục Quân uy nghiêm tuyên bố. Chương 4: Cắt đứt quan hệ. Lục Xuyên lúc này thấy có ông nội lên tiếng thì gan cũng to hơn, đứng thẳng người ưỡn ngực. Em họ à, không phải là anh không nói trước. Nhưng dù em có là đồ tiêu khiển của Phúc Hiếu Gia cũng hơn đi theo tên vô dụng này. Đằng này Phúc Hiếu Gia đã hứa với nhà chúng ta, chỉ cần em chịu ở với anh ta một đêm. Anh ta sẽ để em làm chủ dự án mới, Lục Gia có thêm quan hệ với giới chính trị. Không tốt sao? Lục Hùng lúc này cũng bình tĩnh lại, vẽ mặt vặn vẹo như lòng có chút sợ hãi hiếu thủ nên cũng không có đứng lên cứ ngồi thế mà nói đây gọi là có phúc mà không biết hưởng dù phúc thiếu ra có ăn chơi bên ngoài thì sao chứ mày vẫn là vợ cậu ta chỉ cần vị trí này những thứ khác quan trọng nữa sao còn tên thô tục kia mày theo nó thì cha mày chỉ có đường chết bên này lục bạch im lặng từ đầu đến giờ cũng lên tiếng hùa theo chỉ sợ chuyện không loạn ây dô suy cho cùng làm thiếp nhà giàu còn hơn làm thê nhà nghèo đạo lý này cháu nên hiểu chứ Cuốn hồ chuyện này có lợi cho mọi người mà cha cháu sau này còn được hưởng phúc của cháu đó lục chỉ bị xem như người vô hình vì họ biết chỉ cần lục thạc đồng ý họ đều có lợi còn lục chỉ cũng chỉ là tên bệnh cứ xem như con chó nuôi trong nhà là được không được em xin mọi người đừng đẩy con bé vào hố lửa nghẹn ngào không nói thành lời lục chỉ bất lực được đi thôi, từ này không cần dính dáng đến đám người lục ra. Anh điên rồi, cha tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Lục thạc tức giận, sao anh lại có thể bồng bột vậy chứ? Cô theo anh chịu khổ cũng thôi đi, sao lại để cha cô chịu khổ chứ? Em tin anh, anh sẽ không để cha chúng ta có chuyện. Vừa dịu dàng với lục thạc, hồ cứu quay về phía người nhà bọn người lục ra, chắc nịt khẳng định. Nếu đã là không dính dáng tới nhau vẫn mong lục ra các người công bố rộng rãi, nếu các người không làm được tôi sẽ làm từ này cha vợ và vợ tôi sẽ không dính dáng gì tới lục gia một ngày lục gia gặp nạn cũng đừng tới tìm chúng tôi suốt lời uy áp trong lời nói làm cho mọi người ở đây xứng người nhưng sau khi hoàn hồn bọn người lục gia cứ như nghe thấy chuyện cười nực cười bọn tao mà cần chúng mày lục xuyên lên tiếng đầu tiên nếu đã chọn cắt đứt quan hệ vậy thì lục thạc cũng sẽ khai trừ khỏi lục thị tất cả dự án hay phúc lợi gì đó đều cắt hết bên này lục quân cũng tuyên bố con không cần chỉ cần công khai cắt đứt là được hồ cửu cắt ngang lời nói của lục thạc anh muốn mang người thân anh đi không muốn dây dưa bọn người này nếu đã chọn đi thì cút ngay khỏi lục ra lục quân chưa dứt lời hồ cửu hành động nhanh chóng đỡ lục thạc hữu thủ đỡ lục chỉ nghênh ngang đi ra ngoài bỗng nhiên anh dừng chân lại quay về phía lục quân nhếch mép cười thần bí hình như các người quên căn biệt thự các người đang ở là của ai không sao cả sớm hay muộn cũng sẽ quay về với chủ nhân thực sự của nó thôi các người nên sớm tìm chỗ ở mới đi nói xong cũng không quan tâm đến đám người lục gia mà đi nhanh ra ngoài bọn người lục gia nghe được lời này thì sững sờ đúng vậy lục gia đã đem căn biệt thự này xem như nhà mình năm đó chính vợ chồng hồ cửu để họ vào đây sống cũng chính họ tạo ra lục thị để lục gia có chỗ dựa nhưng lòng người lạnh lẽo, từ ngày hồ cửu thất thế, lục ra dường như xem họ là chủ, mà người chủ chân chính là lục thạc lại là người ăn nhờ ở đậu. Hừ, ta xem chúng nó làm gì. Lục quân cứng miệng gần lại. Lúc này, hồ cửu đã đưa lục chỉ và lục thạc vào xe, không khí trong xe khá im ắng. Lục chỉ có vẻ muốn hỏi gì đó, nhưng hồ cửu đã nhanh chóng lên tiếng trấn an. Nhiều năm qua bôn ba, con cũng tiết kiệm được một chút tiền. Trước mắt, con sẽ đưa mọi người mua một căn nhà tốt, sau đó mọi chuyện tính sau. nghe vậy lục thạc cảm thấy có chút an ủi, nhưng cô vẫn thấy số tiền tiết kiệm kia cũng chỉ cầm cự được một thời gian ngắn. bệnh của cha cô vẫn cần rất nhiều tiền, mà cô thì bị lục thị chặt đứt mọi đường. số tiền đó thì đến đâu chứ? bệnh của cha không chỉ vài đồng tiết kiệm kia của anh là duy trì được, nhưng lục chỉ dù không hy vọng gì, cùng không muốn con gái bi quan. hiện tại hồ cửu chính là phao cứu sinh duy nhất rồi. lục thạc con với hồ cửu cứ sống tốt con người đều sống chết có số đừng quá suy nghĩ bệnh của cha không phải cứ có tiền là khỏi ngay con đừng quá để tâm hồ cửu vô cùng khó hiểu ba năm trước cha vợ tuy thân thể không phải quá tốt nhưng sẽ không có bệnh sau nay lại bệnh ra mức này tuy nhiên cần giải quyết căn bệnh này trước cha đừng lo lắng con có tình cờ quen biết một vị bác sĩ nổi tiếng con có thể nhờ ông ấy xem bệnh cho cha thật sao ánh mắt lục thạc sáng lên thật sự. Lục chỉ cũng không ôm quá nhiều hy vọng, cũng chỉ có thể làm ra vẻ vui mừng để lục thạc an tâm. chương 5, Giáp mặt tình địch. Hồ Cửu để hữu thủ lái xe đến trung tâm Luxury, nơi này là trung tâm môi giới nhà đất lớn nhất thành phố ra. Nhìn thấy bảng hiệu kia, lục thạc hơi nghi ngại, dù Hồ Cửu nói có tiết kiệm được đi nữa thì cũng chỉ đủ mua căn nhà nhỏ trong hẻm nhỏ. Làm sao có đủ tiền mà mua được một căn hộ khu Luxury này chứ? Hữu thủ, cậu cứ chờ ở đây là được. Tôi sẽ ra nhanh thôi. Hồ Cửu nói xong, lại quay về phía lục thạc cùng lục chỉ vô cùng dịu dàng. Anh biết em chưa thể tha thứ cho anh, nhưng mọi chuyện anh sẽ từ từ giải thích rõ. Trước mắt chúng ta cần có chỗ cho cha tịnh dưỡng, được không? Trong lòng lục thạc thực sự vẫn giận Hồ Cửu, nhưng quả thực nếu không có anh thì cô đã bị người thân đưa lên giường kẻ khác. Nhìn về phía lục chỉ, cô càng lo lắng, lời Hồ Cửu nói không sai, cha cô cần chỗ tịnh dưỡng nhưng căn hộ ở đây rất đắt, giá thấp nhất cũng đã vài tỷ. Chúng ta không đủ khả năng, huống hồ bệnh cha, thấy con gái lo lắng cho mình, lục chỉ vỗ vỗ mở u bàn tay của con gái, như muốn nói mình ổn. Không sao, bệnh cha sẽ có cách chữa khỏi, còn nhà nên là khu tốt nhất. Bệnh cha cần tịnh dưỡng, không thể quá sơ sài. Nói xong hồ cửu mở cửa, đỡ lục thạc đi, nhưng dường như nhìn thấy trên trán của lục chỉ đỏ ửng chợt nhớ lúc nãy cha vợ bị đám người kia ức hiếp có lẽ đã bị thương hiếu thủ không cần chờ tôi đưa cha vợ tôi đến bệnh viện st kiểm tra tổng quát khử trùng vết thương rồi quay lại đây nghe tới bệnh viện st đây là bệnh viện quốc tế tốt nhất ở thành phố ra lục chỉ hơi trần trừ vì giá cả khá đắt đỏ nhưng ông chưa kịp từ chối hiếu thủ nhanh nhẹn chuẩn bị rồi đưa ông đi phía bên này lục thạc cũng không có ý kiến dù sao tốn kém mấy cũng được cha cô vẫn cần được kiểm tra kỹ càng. Hồ Cửu cùng Lục Thạc vừa bước vào cửa thì đã có nhân viên đến chào hỏi. Bài trí xung quanh vô cùng hoa lệ, thể hiện rõ đẳng cấp nơi này. Chưa kể những nhân viên ở đây có khí chất rất khác biệt, quả là một nơi rất có tiền đồ, Hồ Cửu âm thầm có lời khen. "Chào anh chị, mời anh chị đi hướng này." Một cô nhân viên trẻ đến trước chào đón, vô cùng niềm nở. Nhìn bảng tên thì có thể biết đây là một nhân viên thử việc. Được hồ cửu ân cần nhìn lục thạc muốn đi sóng vai cùng cô nhiều năm bôn ba anh đã không còn dáng vẻ thư sinh nho nhã thay vào đó là sự sắc bén góc cạnh vì quá vội vàng về thành phố ra nên quần áo trên người chưa đổi nhìn có vẻ như là một người nghèo còn lục thạc qua nhiều năm vẫn giữ được vẻ đẹp mặn mà ngày càng có khí chất cao quý lại có vẻ từng trải hồ cửu nơi này quá xa hoa rồi lục thạc níu tay hồ cửu nói nhỏ hồ cửu đưa tay nắm chặt tay cô như muốn cô yên tâm hơn những năm tháng chinh chiến anh lạnh lùng quyết đoán, chỉ nghĩ đến cô thì tim anh mới mềm lại. Giờ đã được kề cận cô, anh thật sự rất mãn nguyện. Muốn anh làm gì anh cũng làm được. Chiến thần như anh tài sản nhiều vô số, tài sản này đều từ nhiều nguồn mà đãi ngộ vô cùng đặc biệt. Chuyện mua nhà xe hay là làm gì đó cũng chỉ là một cái búng tay. Anh chị muốn tìm mẫu nhà như thế nào ạ, à? em sẽ tư vấn ạ." À. Cô nhân viên không vì vẻ xuề xòa của Hồ Cửu mà e ngại. Cô điên à, loại nghèo hèn mặt dẹp này mà cũng tiếp sao? Đúng là đồ ngốc, thảo nào mãi không ra được đơn hàng. Một cô gái dáng vẻ cao ngạo, trang điểm đậm, da vẻ bề trên. Nhìn qua cũng biết đây có lẽ là quản lý ở cửa hàng này. Chị Lưu, đây cũng là khách, với lại anh Long Thiên có nói, cô thì biết gì, Long Thiên, Long Thiên, chấm ANS ta nói gì cô cũng nghe sao. Cô nhân viên trẻ rụt rè cúi đầu nói chưa dứt câu đã bị Lưu Sương Ngọc ngắt lời cô nên có mắt nhìn người đi, nhìn đằng kia đi. Đó là phúc thiếu ra đấy, mỗi tháng đều đến mua một căn hộ. Chỉ cần tiền hoa hồng căn hộ thấp nhất ở đây cũng đủ cô ăn chơi 3-4 tháng đấy. Vừa nói cô ta vừa hất mặt ỏng ẹo tiến tới phía phúc thiếu ra đang đứng. Xin lỗi hai vị, mời hai vị theo tôi. Cô nhân viên kia vẫn chỉ cúi đầu, dối rít xin lỗi rồi mời hai người hồ cửu đi về phía mô hình căn hộ khu trung tâm thành phố. Đây là căn hộ giá thấp nhất, điều kiện cũng khá ổn ở đây không có biệt thự sao hồ cửu nhíu mày một chút gì cơ cô nhân viên trẻ há hốc miệng dù là lưu sương ngọc cũng chỉ bán được căn hộ cao cấp thôi biệt thự chỉ những người có tiền có quyền mới có thể mua được dù là phúc thiếu ra gì kia cũng chỉ có một căn biệt thự do cha anh ta mua anh điên à anh biết giá một căn biệt thự bao nhiêu không hả lục thạc hoảng hốt sợ rằng hồ cửu sẽ làm xấu mặt cả hai dù sao đây là nơi đông người nhưng hồ cửu vô cùng điềm tĩnh nắm chặt tay lục thạc đừng lo để anh nhưng giá biệt thự không đơn giản vài tỷ đâu cũng chỉ vài người ở đâu cũng được nhưng lục thạc không thể không lo được giá đất ở thành phố ra này ngày một tăng những căn biệt thự đắt đỏ kia không chỉ có vị trí đẹp mà những người sống ở những khu này không chỉ đơn giản là người có tiền bệnh tình của cha cần nơi có không khí tốt để tịnh dưỡng anh có thể lo được mấy năm nay anh cũng có thể lo cho em được rồi nhưng tuy hồ cửu đã nói vậy nhưng lục thạc vẫn phân vân io là lục thạc mà sao em lại ở đây rồi giọng nói bớn cợt vọng tới là phúc thiếu ra kia thật đúng là oan ra mà audio điện tử võ tấn bền chương sáu kẻ ngu ngốc thường nói nhiều nhìn bộ dạng khệ nệ chiếc bụng to phệ ánh mắt ti hí vẻ mặt hắn hiện rõ sự dâm đáng Hồ Cửu nhìn gương mặt vàng xuống sắc kia đủ biết tên này hoang dâm quá độ dẫn đến suy thận, có lẽ hắn dùng chất kích thích thường xuyên nên gan cũng có triệu chứng suy yếu. Chiến thần thiết soái không phải hữu danh vô thực, lăn lộn chiến trường không chỉ cần tới tài giỏi, đánh giỏi, mà còn cần biết rất nhiều thứ. Vì bất cứ khi nào anh cũng có thể rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Phúc, Phúc Hiếu, chào, Phúc Hiếu. Lục thạc vô thức lùi về phía sau, nắm chặt cánh tay của Hồ Cửu, có vẻ vô cùng ái ngại tiếp xúc gần với vị phúc thiếu này. Cô nhân viên trẻ đang tư vấn cho họ cũng sợ hãi cúi thấp đầu lùi về sau một chút, cứ như hắn là bệnh hủy cần phải tránh. Phúc thiếu a, anh đến mà không nói trước một tiếng, tôi không kịp chuẩn bị chu đáo a. giọng nói nũng nịu của Lưu Sương Ngọc làm cho hồ cửu nổi ra gà. Cô nhân viên trẻ kia cũng hơi có chút không tự nhiên lắm. Kha kha, Sương Ngọc, em thật hư nha. Thái độ bớn cợt háo sắc trắng trợn kia của Phúc Thái Lâm làm cho mọi người ở đây không thoải mái. Hắn vừa nói vừa cười khả ố, nhưng rất nhanh quay về phía Lục Thạc. "Tôi không biết Lục tiểu thư ở đây nha, tôi còn tưởng giờ này em nên chờ tôi ở khách sạn mới đúng nhỉ." Nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Lục Thạc, dáng người lùi lõm có đủ, cùng khí chất lạnh nhạt kia. Hắn càng nhìn càng nghĩ đến lúc được cưới lên người cô, khiến cô kêu cha gọi mẹ, van xin hắn, thật tuyệt biết bao vị này, đây là vợ tôi, phiền cẩn trọng lời nói. Hồ Cửu không nhịn được lên tiếng, dù sao vẻ mặt, nụ cười, ánh mắt kia của tên này làm cho anh không có chút thiện cảm nào. Anh nhìn cũng biết hắn đang nghĩ gì. Vợ, lục thạc từ khi nào lại có một người chồng, ừm. Tôi nhớ ra rồi. Quả thật đã từng có, nhưng là một tên vô dụng, sau này lại trở về rồi. Hắn nhìn hồ cửu mặc một chiếc áo khoác to màu lính, gương mặt đen nhẹm, trên người còn vương bụi đường. Phúc Thái Lâm khinh thường ra mặt, bản thân hắn cũng đã được nghe qua chuyện của vợ chồng lục thạc. Cũng chỉ là một tên chồng vô dụng mà thôi, đàn bà dưới thân hắn còn ít sao. Chỉ cần làm cho hắn hài lòng thì có chồng hay không cũng chả sao. Xem như hôm nay tôi vui vẻ, anh cứ chọn một căn hộ đi. Chờ sau khi vợ anh làm cho tôi hài lòng, tôi sẽ cho anh đứng tên căn hộ đó. Đủ rồi chứ. Phúc Thái Lâm hít mắt, trong mắt hắn cái gì cũng có thể xử lý bằng tiền bao gồm cả mua vợ người khác, một căn hộ, quá rẻ." Hồ Cửu ngắn gọn trả lời. Trong lòng Lục Thạc run rẩy một trận, tuy cô không hy vọng quá nhiều về anh, cũng không mấy tin tưởng anh sẽ lo được cho cha con cô. Nhưng ít ra, anh vẫn là chiếc phao cứu cô lúc này. Vậy mà, anh đang trả giá sao? Như cảm nhận được cái run nhẹ kia của cô, Hồ Cửu có chút bất đắc dĩ, trong lòng cảm thán. Cũng vì anh bị ép buộc bỏ đi, bảo toàn vợ anh, cũng là muốn làm lại vô tình làm cho cô mất đi sự tin tưởng ở anh điều này cũng do anh mà ra anh bạn trẻ tôi biết là anh vô dụng căn hộ kia đã là quá hời rồi vợ anh cũng chưa làm gì tôi thấy hài lòng nha phúc thái lâm nói lời này chỉ rõ muốn hắn ta cho thêm gì đó thì phải xem lục thạc làm gì cho hắn ta thoải mái vẻ mặt còn ngông nghênh như đã định lưu sương ngọc bên này mắt thấy không ai để ý đến mình còn nghe được phúc hiếu ra kia trả giá mua vợ của tên nghèo hèn này Phúc thiếu ra a, à, ngài quên em rồi sao? Cô ấy phục vụ ngài được cả một căn hộ, em đây, vẫn là làm ngài vui thích nhưng chưa thấy gì nha. Vẫn giọng điệu nũng nịu kia làm cho mọi người sởn gai da gà. Lưu Sương Ngọc như sợ mọi người không để ý tới mình. Chưa có sao, em nhớ sai rồi thì phải, chiếc xe đỏ ngoài kia, hình như là, Phúc Hiếu hít mắt nhìn chiếc xe ô tô đỏ trói bắt mắt ở bên ngoài, còn kèm theo nụ cười dâm ô. Nhưng mà, chấm kia là rất hài lòng nha. Tuy Lưu Sương Ngọc không nói thẳng nhưng ai ở đây cũng biết ngụ ý của cô ta với Phúc Hiếu là gì. Được, chỉ cần Lục Thạc có thể phục vụ tôi hài lòng, em cũng làm tôi vui. Chuyện căn hộ hay xe đều có đủ. Nói rồi hắn quay ra dùng ánh mắt dơ bẩn nhất nhìn Lục Thạc đang cố nép vào người hồ cửu. Anh bạn này, tôi nghĩ một căn hộ một con xe cỡ kia, đây là tôi đang vui rồi. Vẫn quá rẻ rồi. Hồ cửu lắc đầu cười nhếch mép nhưng biểu hiện thất vọng của lục thạc làm cho cả người hồ cửu cứng ngắt lại tiếp lời. Vợ tôi là vô giá, người như anh không xứng. Giọng nói đanh thép của hồ cửu càng làm cho mọi người ở đây chấn động. Lục thạc cũng vô thức xứng người, vô cùng bất ngờ trước câu nói của hồ cửu, cô nhìn anh cười ánh mắt hơi ngơ ngác khó hiểu. chương 7, kẻ ngốc là ai chứ? Những gì hồ cửu nói làm cho những người xung quanh cảm thấy anh đúng là kẻ ngốc. Một đêm, hai đêm, và nhiều đêm. Vợ vẫn là của anh, nhà xe vẫn là của anh có gì không ổn hay anh vẫn chê ít vợ anh cũng chỉ đáng giá thêm một ít lợi ích làm ăn nữa mà thôi ha 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 phúc thái lâm cảm thấy kẻ trước mặt này có lẽ chưa hiểu vấn đề cố ý nhấn mạnh còn không quên diễu cợt phúc thiếu em thì sao lưu sương ngọc nghe đến món lời kia bản thân cô ta cũng rất muốn điều đó tôi nhắc lại vợ tôi là vô giá chút vật chất đó không xứng Tất cả mọi người đều bất ngờ nhìn Hồ Cửu. Cô nhân viên mới kia lén lút nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Lưu Sương Ngọc thì khinh bị nhìn Hồ Cửu, cảm thấy gã đàn ông này chỉ là sĩ diện hảo. Còn Phúc Thái Lâm càng cười nhạo xem đó như trò cười, không mấy để tâm. "Hồ Cửu, hay chúng ta đi đi." Sau lưng Hồ Cửu, Lục Thạc níu nhẹ tay anh, đúng là cô rất xúc động khi nghe anh nói như vậy. Nhưng ở đây lâu cũng không ổn, dù gì Phúc Thái Lâm là người không thể dây dưa chúng ta cần chọn một căn nhà tốt đã kệ họ đi hồ cửu mạnh mẽ nói sau đó quay về phía cô nhân viên trẻ kia ra hiệu cô giới thiệu các căn hộ cho anh nhưng phúc thái lâm bên này nhìn thấy hồ cửu bỏ ngoài tai lời mình nói thì vô cùng khó chịu cảm giác tự tôn như bị trà đạp hắn nhìn lục thạc mơn mởn trước mặt mà không thể làm gì được tự dưng trong lòng ngứa ngáy cảm giác khó chịu dâng lên nhìn hồ cửu vô cùng ngứa mắt này anh bạn biến Phúc Thái Lâm chưa nói hết đã bị khí thế của Hồ Cửu dọa sợ, vô thức lùi về sau vài bước. Nhìn thấy Hồ Cửu như vậy, cô nhân viên trẻ kia lại càng hâm mộ, cảm thấy Lục Thạc thật may mắn khi có người đàn ông luôn bảo vệ mình. "Cô gái, tôi cần căn biệt thự tốt nhất ở đây. Quan trọng là an ninh tốt." Giọng nói mạnh mẽ, khí chất của kẻ bề trên làm cho người khác vô thức phục tùng. Hồ Cửu dường như xem đám người Phúc Thái Lâm là không khí. "Biệt thự, thật sao?" cô nhân viên này có vẻ bất ngờ cảm giác như không chân thật nhìn thấy một màn này lưu sương ngọc muốn lấy lòng phúc thái lâm vội vàng bước lên ngăn cô nhân viên kia lại cô điên hay ngu một kẻ nghèo hèn dơ bẩn có thể mua biệt thự sao đừng làm phí thời gian của cô tháng này cô lại không có doanh thu cô muốn bị đu đoa như con chó sao chị lưu tôi dù sao họ cũng là khách của tôi chị nói như vậy có chút quá đáng trong lòng cô nhân viên tên thạch nguyệt lại càng run rẩy đây là công việc giúp cô nuôi sống bản thân ở thành phố này gì chứ đúng là vật hợp theo loài tôi mở to mắt lên xem cô bán được gì cho tên nghèo hèn này nói xong lưu sương ngọc quay ngoác đi về phía phúc thái lâm ra vẻ như vừa lập công cứ giới thiệu cho tôi loại tốt nhất không cần để ý những gì không đáng hồ cửu cũng không muốn tốn thời gian cho những người không đáng hiện tại chỉ còn một căn biệt thư loại cao cấp về an ninh thì rất tốt, chỉ có cư dân ở khu biệt thự được ra vào, khách đến đây phải được chủ nhà cho phép mới được vào khu này. Vị trí nằm gần khu vực trung tâm thành phố, nhưng lại là khu phía tây. Nơi này có suối nước nóng, gần khu vực này không khí trong lành yên tĩnh. Rất tốt. Chỉ là Đến đoạn này Thạch Nguyệt hơi ngập ngừng, có vấn đề gì sao? Hồ cửu nhíu mày suy nghĩ, chỉ là giá căn này 90 tỷ, vừa nói Thạch Nguyệt vừa cúi đầu Dường như không có hy vọng nhiều. Hồ Cửu dứt khoát lấy từ túi áo trong ra một thẻ đen có hình cửu long màu vàng đầy uy quyền. Quẹt thẻ thanh toán, Lục Thạc nhìn thấy cảnh này, hơi ngẩn ra. Chiếc thẻ đen kia đại diện cho thân phận tối cao, cả thế giới chỉ có 3 thẻ phát hành. Nên những người ở đây không nhận biết được tấm thẻ này là điều bình thường. Thạch Nguyệt run run đưa tay nhận lấy chiếc thẻ, đây là 90 tỷ. Chỉ một biệt thự này được bán, cô ta sẽ đạt doanh số quan trọng hơn là tiền hoa hồng của căn biệt thự này đủ cho cô mở một cửa hàng nhỏ và để tiết kiệm nha. Vâng, mời hai vị đợi tôi một lát. Nhìn thấy dáng vẻ kia của cô nhân viên, Lưu Sương Ngọc vô cùng ngứa mắt. Hừ, một cái thẻ lạ hoắc trước giờ tôi chưa thấy. Cô ngu sao, còn chưa nói những căn biệt thự ở khu đó chỉ có cấp cao mới có thể mua, cô có thấy đến người quản lý như tôi cũng chỉ bán những căn hộ cao cấp sao. Cô vẫn nên tỉnh ra đi, thẻ kia cũng chỉ là màu để sĩ diện với đời mà thôi lưu sương ngọc tự cho là đúng khinh bỉ ra mặt đối với thạch nguyệt cũng nhìn qua hồ cửu cùng lục thạc sương ngọc em đúng là có mắt nhìn không như một số người tôi muốn xem cô ta cầm cự được bao lâu rồi hắn cũng sẽ dâng vợ cho tôi mà thôi sương ngọc tối nay đến chỗ cũ chắc chắn căn hộ cao cấp kia là của em nhìn hồ cửu cùng lạc thạc phúc thái lâm tức giận muốn cho lưu sương ngọc nhiều phúc lợi một chút hắn cũng âm thầm hạ quyết tâm sẽ dồn hai con người kia vô đường cùng, hắn không tin lục thạc không tự leo lên giường hắn. Lục thạc, tôi sẽ khiến em quỳ dưới chân tôi mà van xin được lên giường của tôi. Cả anh, tôi cũng sẽ cho anh biết lúc đó vợ anh có bao nhiêu giá trị. Nói xong hắn quay người bỏ đi. Hồ Cửu không mấy quan tâm, người làm anh quan tâm hiện tại chỉ có lục thạc và cha vợ. Nhanh thanh toán, tôi đợi. Nghe Hồ Cửu dục, Thạch Nguyệt có chút do dự lời lưu sương ngọc nói cũng có phần đúng chiếc thẻ này thật kỳ lạ thật sự thanh toán được sao chương tám thẻ đen bí ẩn hồ cửu nhếch mép nhìn cô nhân viên rụt rè lại càng làm anh thấy buồn cười những người ở đây không biết đến chiếc thẻ này cũng là điều bình thường cô cứ thử thanh toán đi tôi vẫn ở đây cũng không lấy đi biệt thự của bên cô nghe vậy cô nhân viên hơi xấu hổ cúi đầu quả thực quẹt thẻ thanh toán sẽ biết nếu không có tiền thật thì cô cũng không mất gì cả. Vâng, nói rồi Thạch Nguyệt nhanh chóng đi vào trong thử thanh toán thẻ. Hồ Cửu đỡ lục thạc ngồi xuống bên cạnh, lòng anh hơi nhói, mấy năm qua là do anh, cô mới chịu khổ. Nếu như có anh bên cạnh, bọn người kia cũng không tới mức ức hiếp cô. Vợ à, em ngồi đây. Một lát xong thôi. Nhìn hồ cửu dịu dàng cưng chiều lục thạc như vậy, Lưu Sương Ngọc cơ hồ như ghen tị đỏ mắt. Cô ta đúng là có tí nhan sắc luôn phải chăm chút bản thân bốc lửa, nếu cô ta không ngồi trải các ông chủ lớn thì làm gì có được như hôm nay. Nói trắng ra là bán thân để kiếm lợi, chưa lần nào Lưu Sương Ngọc thực sự có được tình cảm thực sự, cũng chỉ là bị đàn ông hành hạ trên giường. Xong việc là những thứ vật chất lạnh lùng kia, ôi dào, lại đóng phim tình tứ cho ai xem chứ. Rồi cô ta cũng chỉ là đồ bán thân kiếm lợi mà thôi. Cút, hồ cửu gầm lên, Lưu Sương Ngọc tuy hơi sợ, nhưng cô ta không muốn yếu thế nhìn lục thạc mang khí chất lạnh nhạt cao quý, cô ta lại càng ghen tị. Lại nhớ đến những gì mà Phúc Thiếu hứa hẹn cho lục thạc, cô ta lại ganh tị không chịu nổi. Cũng chỉ là gái đĩ làm tiền, ở đây thanh cao cho ai coi chứ. Cùng lắm cô có một thằng ngu ở cạnh mà thôi, bốp. Mọi người ở đây cũng chưa biết có gì xảy ra, chỉ thấy lưu sương ngọc mặt sưng vù, miệng chảy máu, gãy một cái răng. Cô ta ngã nhào xuống đất, dường như không đứng dậy nổi chỉ cần ai dám sỉ nhục vợ tôi, chỉ có một con đường là chết. Ánh mắt sát khí của Hồ Cửu như tuyên án tử cho Lưu Sương Ngọc. Trong lòng anh cũng đã lên án tử cho tên Phúc Thái Lâm kia. Bất cứ ai động vào người thân của anh thì đều phải trả giá. Tên điên này, người đâu chết cả rồi, chết hết sao? Mau báo cảnh sát ngay cho tôi. Lưu Sương Ngọc tức đến phát điên, cô có hẹn với Phúc Hiếu, bộ dạng thế này thì làm sao phục vụ cho Phúc Hiếu, vậy thì mất trắng căn hộ cao cấp. Càng nghĩ Lưu Sương Ngọc càng tức giận, lúc này bảo vệ nghe tiếng la hét của Lưu Sương Ngọc thì đã chạy vào đông đủ. Lôi tên này đi, hắn ta đánh tôi đó. Này anh bạn, mời đi theo chúng tôi. Một tên to cao lực lưỡng tỏ vẻ lịch sự bước tới, Hồ Cửu nhìn cũng không thèm nhìn. Tôi nhắc lại lần nữa, cút hết cho tôi. Lục Thạc run run nắm chặt tay Hồ Cửu. Anh cảm thấy bản thân không nên làm Lục Thạc thêm sợ. Hồ Cửu chuẩn bị tinh thần xử lý đám người này, chào hai vị Thanh toán đã hoàn tất. Anh muốn khi nào nhận nhà? Vì anh là khách VIP nên sẽ được ưu đãi nội thất, bất cứ khi nào cũng có thể dọn vào." Trong lòng Thạch Nguyệt vô cùng vui vẻ, chiếc thẻ kia không hiển thị số tiền, ban đầu cô có hơi sợ thất vọng. Nhưng khi thông báo số tiền được thanh toán, Thạch Nguyệt như muốn hét lên. Khi tên dẫn đầu tốt bảo vệ định xông lên, nghe Thạch Nguyệt gọi đây là khách VIP thì hơi sững lại. Hắn ta hơi bối rối nhìn Lưu Sương Ngọc, nếu là khách VIP thì việc đánh Lưu Sương Ngọc cũng không thể làm gì em, đây là có chuyện gì? Thạch Nguyệt nhìn trưởng đội bảo vệ, ánh mắt hơi thắc mắc. Bừa rồi cô quá vui mừng chỉ chăm chú trả thẻ cho hồ cửu, cũng chưa thấy Lưu Sương Ngọc đang ôm mặt khóc. Đây là khách vip, anh ấy mới vừa mua căn biệt thự đắt nhất khu luxury. Có gì, sao à? Nhìn đám người kia đang chuẩn bị tư thế như muốn đánh nhau, Thạch Nguyệt có chút hơi lo sợ. Tên dẫn đầu nhóm bảo vệ hơi lúng túng. Lúc này Lưu Sương Ngọc vô cùng uất nghẹt. Không tin vào tai mình. Sao có thể, là mày nói dối đúng không? Một tên hèn bẩn thế kia sao có thể mua nhà, lại còn là biệt thự. Tạo không tin. Bảo vệ còn đứng đó làm gì? Không mau cho hắn một trận đi. Lúc này một vị mặc vest, điềm đạm đi tới nhìn qua có vẻ là quản lý. Anh ta chạy tới trước mặt Hồ Cửu, khép nép khom lưng. Vị khách này, xin mời vào phòng dành cho VIP để làm thủ tục ạ. À. Nếu có cần gì cứ nói với tôi những người ở đâu há hốc mồm nhìn quản lý lưu khom lưng chào đón hồ cửu cùng lục thạc anh họ đây câm miệng cô làm được thì làm không làm được thì cút đừng ảnh hưởng tới vị khách quý này quản lý lưu không kiêng nể mặt mũi của lưu sương ngọc cứ thế mắng trực tiếp trước bao người cũng vì ngày thường cô ta dùng chút vốn tự có lấy về doanh thu không ít nên anh ta mở một mắt nhắm một mắt chuyện cô ta cản quấy nhưng đây là ai anh ta không rõ nhưng có thể bỏ ra 90 tỷ mua đứt căn biệt thự đắt nhất. Thẻ đen kia lại không hiện số dư, anh ta có nghe qua những người thực sự có quyền có tiền luôn có loại thẻ đặc biệt. Dù người trước mặt ăn mặc xuề xòa, nhưng anh ta cũng không dám khinh thường. Tôi muốn cô ta cút. Cho các anh hai tiếng đồng hồ thu xếp, sau hai tiếng tôi muốn vợ và cha vợ tôi được vào căn biệt thự đó. Hồ Cửu lạnh lùng nói. Vâng vâng, quản lý lưu vẫn là biết nhìn người và xử lý tốt công việc rất nhanh xử lý mọi chuyện. Anh họ, em, tâm miệng, còn các anh đừng đây làm gì. Hết việc làm, vừa quát Lưu Sương Ngọc, quản lý Lưu quay sang bảo vệ đanh giọng hỏi. Chỉ cần bán được căn hộ 90 tỷ, doanh thu tháng này của chi nhánh anh ta vượt hẳn với chi nhánh khác rồi. Môi giới ghi tên cô nhân viên kia. Hồ Cửu không quên Thạch Nguyệt, ít ra cũng chỉ có cô ta đón tiếp anh. chương 9, anh là ai? Long Thiên cảm giác như vả vào mặt. Hắn tức giận, Lưu Sương Ngọc kiên nếu không có chút nhan sắc, dụ dỗ các thiếu gia mua căn hộ tăng doanh thu cho hắn thì chắc chắn hắn đã đuổi cô ta. Căn biệt thự này là loại đắt đỏ nhất ở cái thành phố này. Hoa hồng của căn biệt thự đủ doanh thu cho cả chi nhánh. Còn có phúc lợi được thưởng du lịch, tiền thưởng, khen thưởng công khai. Nếu Lưu Sương Ngọc không làm vị khách này mất lòng thì hắn ta có thể sẽ có được khoản hoa hồng này. Vâng, vâng, tôi sẽ để Thạch Nguyệt làm ngay. Đứng đó làm gì? Hoàn tất thủ tục đi, dù không muốn nhưng hắn ta cũng phải chiều theo ý khách. Trước giờ chưa ai mua biệt thự ở khu cao cấp mà có thể thanh toán một lần duy nhất như Hồ Cửu. Long Thiên tuy không biết Hồ Cửu có thân phận gì, nhưng có thể bỏ tiền mua căn biệt thự đắt đỏ mà không chớp mắt thì không đơn giản là người giàu có. Mời quý khách vào trong. Trong lúc chờ làm thủ tục, chúng tôi gửi một chút quà tặng tới các vị để bồi thường sự cố này. Hồ Cửu ung dung cùng Lục Thạc đi vào. Thạch Nguyệt cúi đầu theo sau chỉ còn lưu sương ngọc nằm trên mặt đất lạnh lẽo cô ta ôm má sưng vù ánh mắt không thể tin cùng căm tức quản lý long họ sao họ có thể long thiên trừng mắt vẻ mặt tức giận nhìn lưu sương ngọc không chút thương tiếc sao lại không não ngắn như cô thì biết cái gì chứ chẳng lẽ người có tiền lại bày ra vẻ mặt ta đây có tiền cho cô sao nói rồi nhìn bên má sưng vù của lưu sương ngọc hắn ta không hề có chút đau lòng mà nói tiếp cô đừng chỉ biết nhìn bề ngoài đám thiếu gia của cô dắt về mua được bao nhiêu căn hộ. Trả một lần hay trả góp, vị này là trả tất cả trong một lần, tất cả chi phí nội thất đều thanh toán một lần, còn có chi phí kèm theo đều trả trong 5 năm, năm. Các vị khách của cô có sao? Lưu Sương Ngọc nghe xong lại vô cùng bất ngờ, vẻ mặt sụi lơ. Trong lòng tràn gặp hối hận. Hối hận sao? Hoa hồng của căn biệt thự đó lẽ ra có thể là do cô với tôi hưởng chọn, thưởng doanh số, thăng cấp, du lịch, thưởng cuối năm, tất cả vì đồ vô dụng như cô mà mất. Cô mau biến đi, đừng làm bẩn mắt khách. Lần sau đừng để tôi thấy chuyện này lần nữa, nếu không cô tự biết hậu quả. Long Thiên nghĩ tới thăng cấp cùng số tiền hoa hồng kia lại đau lòng không thôi. Nhưng nghĩ tới vị khách kia, Long Thiên muốn lấy lòng một chút, dù sao mua được căn biệt thự kia thì trước sau gì cũng sẽ mua thêm một căn hộ cao cấp khác. Nghĩ vậy hắn nhanh chóng vào phòng chờ, phân phó mọi người tiếp đãi Hồ Cửu cùng Lục Thạc xin hỏi sổ sở hữu nhà đứng tên thạch nguyệt thận trọng hỏi trước giờ các vị khách nam mua nhà thường cùng đứng tên với vợ hoặc chỉ muốn đứng tên anh ta chuyện này là cần hỏi nha vợ tôi lục thạc giọng nói quả quyết lục thạc bất ngờ nhìn hồ cửu hôm nay cô phải tiếp nhận quá nhiều thông tin hiện tại hồ cửu lại để cô đứng tên khối tài sản giá trị đừng nói là ở cả khi họ không có gì bán căn biệt thự này đi thì tiền đó đủ ăn cả đời nha cái này anh không sợ em là vợ anh có gì mà sợ tất cả những gì anh có thể cho em đều cho cả nói rồi hồ cửu nắm lấy tay lục thạc vô cùng chiều mến nhìn bộ dạng bị dọa sợ của lục thạc anh có chút đau lòng dù sao nếu nói anh là chiến thần vang danh lẫm liệt sợ rằng cô sẽ cảm thấy tranh lệch tự ti tốt nhất anh sẽ dần dần để cô đủ tư cách đứng bên cạnh anh để không một ai dám xem thường cô không vì anh mà hạ bệ cô hồ cửu quyết tâm lúc này long thiên cùng thạch nguyệt nhanh chóng xử lý thủ tục yêu cầu của hồ cửu là được chuyển vào ở ngay nên mọi thứ phải được xử lý nhanh chóng khi trong phòng chỉ còn hai người hồ cửu cùng lục thạc trong lòng lục thạc có chút bất an nhìn hồ cửu như muốn hỏi rồi thôi sao anh lại có nhiều tiền vậy mấy năm qua anh ở đâu nhìn ánh mắt lo lắng của lục thạc hồ cửu lại càng tự trách bản thân nhiều năm qua làm khổ cô anh bôn ba cũng có chút quen biết Tình cờ cứu được thân tín của Thiết Soái Chiến Thần nên cũng được ưu ái một chút. Thiết Soái, Chiến Thần, anh đang nói đùa à?" Lục Thạc trừng mắt không tin. "Là thật. Hồ Cửu, nhiều năm như vậy anh vẫn biết nói đùa." "Thiết Soái là ai, người thân cận ông ta là ai chứ? Anh lấy gì mà cứu họ?" Nhìn Lục Thạc không tin, trong lòng Hồ Cửu cũng bất đắc dĩ. "Là tình cờ họ bị lạc, lúc đó anh đang trên đường đi. Vô tình cứu giúp một bữa cơm." Chỉ một bữa cơm mà có được ngần ấy đãi ngộ, Lục Thạc lại hỏi tới. Đúng vậy, người ta là thiết soái, chỉ cần giúp họ một chút thì họ trả gấp 10, gấp trăm. Điều này ai cũng biết rõ, nghe cũng có vẻ hợp lý, Lục Thạc tạm không nghi vấn. Nhưng sau đó cô lại tỏ ra thất vọng. Tôi tưởng nhiều năm đi xa anh sẽ làm nên nghiệp lớn, không ngờ vẫn là nhận ân tình từ người khác. Hồ Cửu nghe câu này có chút dở khóc dở cười. Chẳng phải anh về rồi sao? dù sao có chút quan hệ này cũng không để em cùng cha chết đói được. Anh cố tỏ ra vui vẻ hài hước, không muốn cô quá căng thẳng. À, còn có, thiết soái có cho anh hai đặc quyền, khi về thành phố ra sẽ giao cho anh một doanh nghiệp để tự làm ăn. Còn một đặc quyền nữa khi cần sẽ chủ động liên hệ. Thật sao? Ánh mắt lục thạc sáng lên. Nhưng nhiều năm rồi anh không quá dành chuyện kinh doanh nữa. Anh nghĩ vẫn là giao em quản lý tốt hơn. chương 10, kẻ lạ mặt. Lúc này Long Thiên cùng Thạch Nguyệt cùng đi vào phòng chờ cho khách VIP. Cô lục chỉ việc ký tên vào các danh mục này thì thủ tục sẽ hoàn tất. Phía bên biệt thự đã chuẩn bị xong rồi, hai vị có thể dọn vào ở ngay. Thạch Nguyệt còn nhiệt tình nói thêm, hai vị sau khi mua căn biệt thự này sẽ nhận được voucher giảm giá căn tiếp theo, dù là giá trị nào cũng sẽ được giảm 20%. Thật ra cả Thạch Nguyệt cùng Long Thiên cũng không hy vọng nhiều về việc khách hàng sẽ quay lại mua một căn hộ hay biệt thự vì họ đã mua dùng thì còn cần mua thêm sao? Cũng có thôi, nhưng chủ yếu các ông chủ lớn mua cho nhân tình. Mà nhân tình thì sao? Thì phải ở xa nơi này, nhưng họ buộc phải bảo mật thông tin khách hàng, cho nên về cơ bản những căn hộ này giá trị không quá cao. Khu biệt thự này còn căn nào không? Hồ Cửu điềm tĩnh hỏi. Dạ, thật ra khu này căn của anh chỉ còn một căn duy nhất. Nhưng khu biệt thự mới nằm phía tây thì vẫn còn hai căn biệt thự loại tốt. Thạch Nguyệt thành thật mà tư vấn. Nhưng Long Thiên bên cạnh phản ứng rất nhanh, đây là muốn mua thêm một căn biệt thự nữa đấy. Vị này, tôi gọi anh là anh Hồ được không ạ? Được. Biệt thự khu này còn hai căn nhưng nổi bật nhất là căn Bạch Nguyệt có chất lượng và vị trí tương đương căn hộ anh vừa mua. Tôi cam đoan căn biệt thự này tốt vô cùng. Long Thiên chấp lấy thời cơ, tuy khu biệt phía tây đắt đỏ không kém, nhưng căn Bạch Nguyệt cùng căn Thúy Mộng này đều được đặt tên và chỉ có hai căn này được xem là đắt đó dù giới tài phiệt không hiếm là số tiền kia nhưng họ cũng ngại mua chúng vì sao ư ừ, cây cao đón gió đạo lý này ai cũng biết ở nơi đắt đỏ sang trọng lại còn là nơi đặc biệt trừ khi là người không ai dám động vào nếu không sẽ làm cho những người khác nhìn vào rất khó sống nha quẹt thẻ mua căn đó đi hồ cửu vẫn không quá nhiều lời gì yeah. à long thiên cùng thạch nguyệt ngơ ngác nhìn nhau đây là gì chứ? Một vị khách cùng lúc mua hai căn biệt thự. Mà còn là những căn biệt thự đắt đỏ nhất nhì, chưa ai dám động tới. Bố trí như căn vừa rồi là được. Hồ Cửu vừa dứt lời, lục thạc hơi ngơ ngác lên tiếng. Anh điên rồi. Sao lại mua tiếp chứ? Anh vỗ tay lục thạc y muốn lục thạc yên tâm. Nhưng dường như cô quá mức sốt ruột. Đừng dựa vào chút danh vọng của người khác mà tham lam, anh đừng bốc đồng như thế có được không hả? Long Thiên cùng Thạch Nguyệt nhìn nhau, cũng biết hai người có chút bất đồng đành cúi đầu xem như mình vô hình nghề này là gì chứ nếu họ đi thì mất cơ hội nếu họ đứng đó có khi sẽ vạ lây nhưng nghiệp vụ không cho phép họ đi nha em tin anh được không đây là anh trả ơn cho người đã từng giúp đỡ anh lục thạc dường như không nghe vào ai chứ ai mà anh có thể bỏ ra số tiền lớn như vậy là người lúc anh thê thảm nhất vẫn không bỏ rơi anh nghe xong lời này của hồ cửu lục thạc hơi khựng lại anh anh đang trách tôi hồ cửu hơi ngứa người chuyện gì thế này sao lại thành ra anh trách cô thực sự căn biệt thự này anh muốn dành cho cha mẹ của dung vị hai người đau khổ khi dung vị bị ngồi tù anh như kẻ ăn mày không hơn không kém nhưng chỉ có hai người già họ bán mọi thứ đưa hết tiền cho anh còn sắp xếp cho anh vào quân đội chỉ muốn anh có một đường trốn xa không bị bọn người kia hãm hại tới dung vị không thoát được là quá đủ với họ bọn họ cũng không muốn anh bị gì ân tình này anh xem như công ơn tái sinh một kẻ mồ côi như anh lại được chút hơi ấm tình thương từ những hai người già anh vì vội về tìm lục thạc đầu tiên vẫn chưa tới nơi ở của họ anh không có hồ cửu không biết giải thích làm sao để cô có thể nguôi giận nháy mắt với long thiên cùng thạch nguyệt cho họ ra ngoài sau khi hai người kia ra ngoài lục thạc càng tức giận không hiểu vì sao cô lại vô cùng khó chịu anh là đang trách tôi không giúp gì anh khi anh khó khăn vậy anh có nghĩ tới lúc anh bỏ đi tôi như thế nào cái nhà này như thế nào không giờ thì anh nói rằng ân nhân giúp anh lúc khó khăn trong lòng cô nghĩ đến một chuyện chính là có người phụ nữ nào đó đã ở cạnh anh trong thời gian qua nghĩ tới bỗng nhiên cô lại khó chịu em đừng như vậy anh thật sự chỉ muốn trả ơn hồ cửu không giỏi giải thích mà chuyện thì quá dài anh không thể một lần nói ra tất cả huống hồ anh còn chưa đến đón cha mẹ dung vị. Anh đang cảm ơn bằng cả một căn biệt thự, lục thạc nhất quyết không tin. Có những chuyện không thể giải thích, tin anh được không? Khi họ vào đó ở em cũng sẽ hiểu, trong lòng lục thạc vẫn vô cùng khó chịu. Kỳ thực lúc đó cô không thể giúp gì cho anh, nhưng không phải lỗi của cô, hiện tại anh lại nói đền ơn, trong lòng cô đa phần thấy bản thân vô dụng là nhiều, nên sự khó chịu này không thể nói ra. Tùy anh, tiền của anh, tôi quản không nổi nói rồi lục thạc qua một góc gọi cho cha mình. Hồ Cửu nhìn vậy thì thở dài, ra hiệu cho người bên ngoài vào. Thanh toán đi, người đứng tên, dung vị. Lòng thiên cùng Thạch Nguyệt định ra ngoài thì Hồ Cửu lại gọi ngược. Vẫn tính danh số cho cô ấy. Còn voucher 20% kia vẫn là thôi đi, anh cũng nhiệt tình, cứ để cho anh. Dù trên người Hồ Cửu mang đậm sự từng trải, xa trường là nơi anh sống. Nhưng trước đó anh cũng là một doanh nhân, chuyện cần làm cần thưởng cho người, anh đều rõ nhất. Long thiên điên cuồng tính nhầm 20% đủ cho hắn ta vui vẻ cả năm mất, cũng không thèm quan tâm tới khoản hoa hồng của Thạch Nguyệt. Hắn nhìn Thạch Nguyệt thuận mắt hơn nhiều, vui vẻ đi chuẩn bị thủ tục, hôm nay xem như hắn may mắn nha. Cha à, tình hình bên cha thế nào rồi? Được, con chờ. Nói xong thì cúp máy, lục thạc thở dài, tự nhủ bản thân dù sao cô cùng nhờ anh mà thoát được một kiếp. Cũng không thể nào trách móc anh được, hiếu thủ báo anh đã xong, hữu thủ sẽ tới đưa một nhà chúng ta về nhà mới. Nghe Hồ Cửu nói xong, Lục Thạc trong lòng gợi lên chút hy vọng. Audio điện tử võ tấn bền. chương 11, bệnh của Lục Chỉ. Sau khi xong mọi thủ tục, Long Thiên Tiến Hồ Cửu cùng Lục Thạc ra tận cửa, vui vẻ khách khí có thừa. Hai vị, nội thật đều là độ có giá trị, nếu như có gì không hài lòng cứ liên hệ tôi. Tôi cảm đoan xử lý ngay ạ. À. Được. Hồ Cửu chỉ đơn giản đáp lời. Lên xe mà hữu thủ đã chờ sẵn, anh nhận thấy vẻ mặt hữu thủ hơi căng thẳng. Lục Chỉ thì không biểu hiện gì, đi thôi. Khu biệt thự Long Thăng, hữu thủ gật đầu rồi bắt đầu lái xe. Cha, kiểm tra sức khỏe thế nào? Lục Thạc quan tâm vẫn là sức khỏe của Lục Chỉ, cũng chỉ vậy thôi, bệnh của cha thì cha rõ nhất mà. Nói rồi Lục Chỉ vỗ vỗ tay con gái, ông không rõ căn bệnh này từ đâu mà có. Nhưng ông biết sức khỏe này của ông chống chọi được đến giờ đã là cố gắng. Tuy khi nãy Hiếu thủ không nói gì cho ông, nhưng dù sao ông cũng là người lớn tuổi. Nhìn sơ cũng biết không khả quan gì, ông cũng không muốn làm khó Hiếu thủ, điều ông lo duy nhất chỉ có đứa con gái nhỏ này mà thôi. Mà hiện tại Hồ Cửu chỉ là cái phao cứu sinh tạm thời, ông không quá tin tưởng Hồ Cửu có thể bảo vệ con gái ông. Cha, vài hôm con sẽ tìm bác sĩ hay chuyên gia khác. Cha sẽ khỏe lại nhanh thôi. Khóe mắt lục thạc hơi ẩm ướt, cô hiểu cha là đang lo cho cô. Sao cô không đau lòng cho được? Bao năm qua sống trong lục gia, không ngày nào là thật sự thoải mái, nếu không bị mỉa mai thì châm chọc cha vì cô mà nhịn, cô vì cha mà chống đỡ, qua mức mệt mỏi rồi. Ngày sau sẽ ổn thôi." Lục Thạc nói với cha cô, cũng là nói cho cô nghe. Thực sự hiện tại chỉ có thể hy vọng vào hồ cửu. Rất nhanh đã đến khu biệt thự Long Thăng, sau khi thông qua an ninh bên ngoài, hữu thủ đánh xe vào căn biệt thự lớn nhất nằm ngay khu trung tâm có tên Nhật Hạ vừa xuống xe, lục chỉ quá mức bất ngờ. Đây là, là nhà mới của chúng ta. Cha, con dìu cha vào, hồ cửu vô cùng ân cần. Vào bên trong, nhìn bài trí vô cùng bắt mắt, mọi thứ nhìn qua cũng biết là đồ giá trị cao. Hoang phí quá rồi. Lục chỉ thốt lên, lục ra cũng không xa hoa tới mức này. Chưa kể căn biệt thự này quá rộng, chỉ có ba người họ thì sao có thể ở hết. Thật sự chúng ta sẽ ở đây sao? Nhìn một vòng, Lục Thạc dù sống trong hào môn nhưng cũng chưa từng thấy căn biệt thự nào hoành tráng như thế này. "Đây là nhà mới của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ ở đây, em và cha đừng lo lắng." Hồ Cửu khẳng định chắc chắn, trong lòng anh vạn phần áy náy. Nhiều năm rồi có lẽ họ đã chịu cảnh cực khổ, đến mức chỉ là căn biệt thự mà họ lại tỏ ra không thể tin. "Vợ anh cùng cha vợ anh lại chịu khổ nhiều như vậy?" Trong lòng Hồ Cửu hạ quyết tâm, sau này sẽ chăm sóc, bảo vệ tốt cho họ hai người thử một vòng biệt thự, có gì cần sắp xếp lại hoặc đã ổn còn báo phái trung tâm nhé. Lục Thạc cũng đồng ý, dìu Lục chỉ đi một vòng biệt thự. Dù sao cô cũng muốn cha mình được nhìn ngắm nhiều thứ một chút, cả đời ông vì cô mà chịu khổ rồi. Nhìn hai người đi lên tầng trên, hồ cửu quay sang hữu thủ. Có chuyện gì với bệnh tình cha vợ tôi? Hữu thủ cúi đầu. Bệnh tình có vẻ nghiêm trọng, nhìn thì có vẻ như là bị ung thư. Nhưng tôi phát hiện, nói đến đây hữu thủ hơi trần trừ anh không dám chắc chắn vì có lẽ điều này quá khả năng của anh là phong hiểm thuật thiết soái ngài nhận ra hữu thủ có chút giật mình ung thư thường sẽ đau đớn thậm chí với cuộc sống ở lục gia sợ rằng cha tôi không sống qua được mấy năm qua còn có trên người cha vợ có dấu hiệu suy kiệt sức vừa nãy tôi cố ý dìu ông ấy thì chạm được mạch tượng rất nhẹ không giống người bị ung thư nói đến đây hồ cửu có điểm nghi ngờ nhưng tại sao lại điểm thuật này lên người cha vợ tôi người kia có thù hận gì rất lớn sao hữu thủ suy nghĩ một chút chợt lóe lên nếu liên quan tới lâm gia thì sao có khả năng xem ra ở thành phố gia này lại có cao thủ tiềm ẩn dùng thuật chú tàn nhẫn như vậy chỉ có thể là do thù hận hoặc vì lý do sâu xa gì đó hồ cửu cảm thấy lần quay về này có chút chuyện cần làm rồi hồ cửu mọi thứ đều ổn chỉ là quá rộng rồi quá lãng phí Vừa lúc này Lục Thạc đi đến. "Không sao, bệnh tình của cha cần tĩnh dưỡng, quanh khu này là vị trí đẹp nhất, chưa nói đến phong thủy tốt, mà ngay cả không khí xung quanh rất trong lành. Dưỡng bệnh là tốt nhất rồi." Hồ Cửu lên tiếng giải thích. Nhưng vừa nhắc đến phong thủy, Hồ Cửu lại cảm thấy bài trí căn biệt thự này rất tốt. Tuy nói là trung tâm nhưng thực chất nhìn một chút thì đang hút vượng khí từ các căn biệt thự xung quanh. Cao nhân bài bố phong thủy ở đây cũng là một người rất thú vị hồ cửu cảm thấy vô cùng hài lòng hôm nay mọi người mệt mỏi rồi nên nghỉ ngơi anh cùng hữu thủ cùng ra ngoài tâm sự chuyện đàn ông một chút như nhớ ra gì đó hồ cửu kiếm cớ nhưng trễ rồi lục thạc có chút nghi ngờ anh sẽ nhanh về dù sao cần mua chút đồ chứ được về sớm hồ cửu nhanh chóng cùng hữu thủ ra ngoài nhìn bài bố xung quanh hồ cửu thì thầm phong lâm trận ý ngài là có người xây dựng biệt thự theo trận đồ là có mục đích nghe tới tên phong lâm trận hữu thủ vô cùng kinh ngạc cũng không hẳn thường thì người này hoặc muốn vận phát tài lộc muốn kinh doanh phát đạt hoặc nói đến đây hồ cửu nhìn về hướng căn biệt thự trung tâm nhật hạ hoặc là có hàm ý khác nhưng dù là gì tôi cũng sẽ từ từ tìm ra nhiều năm qua thành phố ra cũng thay đổi không ít rồi hữu thủ nghe vậy thì chỉ biết gật đầu không đáp gì an bài người bảo vệ quanh thự tìm kiếm người giúp việc nhưng là trong quân ngũ phải đảm bảo an toàn cho hai người họ, nhưng Hồ Cửu lo lắng nhất vẫn là vợ cùng cha vợ. Anh muốn nhanh chóng xử lý một số chuyện khác để có thể tìm cách phá giải thuật trên người lục chỉ. Đồng thời, cũng muốn tìm ra người đứng sau những căn biệt thự này, nghĩ đến đây Hồ Cửu cảm thấy có chút thú vị. Vâng. Hữu thủ rất nhanh đã phân phó xuống, sau đó hai người một trước một sau đi ra ngoài, lẩn vào đêm tối. Trường 12, đêm tối là lúc chúng ta hoạt động. Hồ Cửu cùng hữu thủ thực sự đi đến khu ổ chuột lớn nhất thành phố ra, hai bóng dáng đàn ông cao to, phủ áo khoác rộng thùng thình, thực sự nhìn qua rất giống đám côn đồ ở khu này. Khu ổ chuột này đa số là những người thu nhập thấp, tầng lớp thấp nhất trong xã hội này. Họ không chỉ cực khổ, họ còn bị đám bảo kê ở đây mỗi tuần thu tiền bảo kê một lần. Nếu ai không đóng tiền này bọn chúng sẽ quậy phá không cho họ yên ổn làm ăn, nên ở đây mọi người đã khổ nay càng khổ hơn. Chắc chắn là ở đây sao? hồ cửu nghi ngờ nhìn hiếu thủ vâng chính xác là ở đây hiếu thủ khẳng định chắc chắn lòng hồ cửu trùng xuống cha mẹ dung vị dù gì cũng là người lớn tuổi họ từng là những người có địa vị xã hội hôm nay lại phải chấp nhận ở những nơi như thế này hồ cửu vô cùng đau lòng dẫn đường mọi thứ đã chuẩn bị chứ vâng đã chuẩn bị xong đi qua những bãi rác hôi thối những người nhà ọp ẹp từng ngõ ngách hẹp đến mức chỉ lách được một người nhà của cha mẹ dung vị lại ở trong một hốc sâu tối ngòm. Từ xa đã nghe vọng đến tiếng hồn ào chửi bới. Hai người già cứng đầu này, đừng để tao phải điên lên. Chúng mày tin tao đập nát nhà này không? Giọng nói oang oang của một tên côn đồ, mặc quần ống cao ống thấp, áo thì rộng thùng, trên tay có hai hình xăm to tướng đang phùng mang trợn mắt với hai người già đang co rúm lại ôm nhau ngay trước cửa. Sao vậy? Câm à! Hắn nhìn thấy hai người già càng khó chịu, không hề có chút nào thương xót. Lại cậu, hai người già chúng tôi, mấy nay có bệnh, không kiếm ra tiền, ăn xin cũng không ai cho. Mong cậu thương xót. Dung thất vô cùng sợ hãi, ôm chặt vợ của mình. Quả thực vì Dung vị, hai người họ đã bán tất cả để kêu oan cho con, giờ họ già yếu lương hưu bị ăn chặn, đành phải bán chút nước giải khát kiếm tiền qua ngày. Nhưng mấy ngày nay trời mưa lạnh, bệnh xương khớp của hai người già tái phát, đành dắt nhau ra các cột đèn giao thông để ăn xin nhưng cũng chỉ đủ ăn một bữa làm sao có tiền mà mà cho bọn côn đồ này nữa tao không quan tâm chúng mày vào xem nhà hai người họ có gì lấy hết cho tao đám lâu la phía sau nghe mao đầu nói vậy thì ào ào đi vào nhưng quả thực nhà họ không có gì cả đến cả cái giường cũng không còn nguyên vẹn nhìn vô cùng thảm đại ca thực sự không có gì mao đầu nghe đàn em báo lại thì càng tức giận đem côn lại đây cho tao một tên đàn em nhìn hai người già này quá mức đáng thương cũng hơi rụt rè nói nhỏ đại ca dù sao họ cũng già hay là nghe đàn em dám nhiều chuyện mau đầu liếc mắt lại mày cũng muốn như hai tên già kia sao hắn quát to tên đàn em sợ hãi thụt về sau chúng mày không có tiền không sao tao tạo điều kiện cho chúng mày có tiền mau đầu nói xong nhận côn từ tay đàn em vẻ mặt cười ghê rợn tiến lại gần hai người cậu, cậu, định làm gì? Tuyết Ngụy nằm trong lòng dung thất run rẫy lấy hết can đảm hỏi. Đập què chân chúng mày, nhìn cảnh người già gãy chân lết trên đường thì chẳng phải là người ta sẽ cho tiền nhiều hơn sao? Ha ha ha, nói rồi mau đầu cười lớn. Nhưng khi mau đầu còn chưa tiến tới gần sát hai người dung thất, một chiếc giày thối bay vào mặt hắn, lực đạo khá mạnh làm cho hắn lảo đảo. Mau đầu khi đứng vững lại thì nhìn đám đông đang vây xem, vẻ mặt đỏ gai tức giận đỉnh điểm là đứa nào, ai, bước ra, dám ném tao, chúng mày muốn chết sao? Đám đàn em cũng nhao nhao tìm kiếm. Nhưng vừa mới đó, lại một chiếc giày thối khác bay vào giữa chán mau đầu, lần này lực đạo vô cùng mạnh, hắn lảo đảo ngã về phía sau. Hữu thủ, sao lại hết giày rồi? Hồ cửu lớn tiếng vừa đi tới, tách đám đông đi vào giữa sân. Anh nói chuyện với hữu thủ như đang nói chuyện phiếm, thuộc hạ chỉ có hai chân, không có thêm giày được hữu thủ cũng thành thật trả lời vẻ mặt tỉnh bơ là chúng mày ném giày vào mặt tao choáng váng nhưng mau đầu cũng gắn ngượng đứng dậy hắn không muốn mất mặt trước đàn em hồ cửu nhìn hắn la hét cảm giác chán ghét vô cùng lại nhìn thấy cha mẹ dung vị đang run rẩy thê thảm dưới đất long hồ cửu lại càng tức giận hơn anh tới gần hai người già muốn đỡ hai người đứng lên hai vị còn nhớ cháu không giọng hồ cửu trầm ấm như sợ tổn thương họ cậu nhìn chàng trai trước mặt tuyết ngụy ngờ ngợ hồ cửu là hồ cửu dung thất vẫn là tinh mắt hơn nhìn ra hồ cửu cháu đi đi đừng ở đây không cần lo cho hai người già này cùng lắm ta thí mạng cháu phải giữ mạng chỉ có vậy thì dung vị mới có hy vọng đúng đi đi tuy gặp lại hồ cửu họ rất vui nhưng hiện tại họ muốn anh bảo toàn mạng sống dù sao hồ cửu còn trẻ khỏe còn hy vọng họ không cần mạng già này từ lâu họ xem Hồ Cửu như đứa con thứ hai, họ không để ai có thể làm hại đứa con này. Hai người đừng lo, còn về là để bảo vệ hai người, và trả thù cho Dung Vi. Tin con được không, Hồ Cửu đỡ hai người đứng dậy. Thằng khốn, mày nghĩ mày là ai? Khôn hồn nôn tiền ra đây, nếu không tao đập chúng mày què chân. Cho gia đình chúng mày là một gia đình ăn xin què ha ha ha. Nhìn cảnh trước mặt, mau đầu lại càng mạnh miệng dù sao hắn đem theo cũng hơn 20 đàn em, xử lý hai người kia là chuyện nhỏ. chương 13, cha mẹ nuôi. Hồ cửu nhìn đám loi choi, người thì gầy còm, da đen nhẻm, lại nhuộm tóc xanh vàng, xăm và hình xăm vớ vẩn, lại ở đây lên mặt bắt nạt người già dạ yếu. Thật sự anh thấy rất chướng mắt, muốn tiền. Giọng nói thâm trầm, hữu thủ nghe được cách nói này của hồ cửu liền vô cùng sợ hãi trong lòng vì chỉ khi nào thiết soái tức giận thì anh mới có thái độ bất cần như thế. Biết sẽ có chuyện phát sinh, thiếu thủ âm thầm cấp báo tín hiệu cho những người anh đã chuẩn bị sẵn. Mày nghĩ tao đùa mày chắc, một là mày để lại 20 triệu, hai là chúng mày bị tao đập què chân. Mao đầu dương dương tự đắc cầm côn quơ loạn xả như muốn thị uy. Nhưng một con tôm tép nhãi nhép như mao đầu đứng kia múa may loạn xạ, trong mắt chiến thần như hồ cửu thì những hành động của mao đầu chỉ là một con ếch đang nhảy nhót trước khi chết. Được, 20 triệu. Nhưng là tiền mai táng mày. Vừa dứt lời, Hồ Cửu cũng không để Mao Đầu có cơ hội đáp lời. Động tác nhanh tới mức những người ở đâu nghĩ mình bị hoa mắt. Sao có thể? Đại ca. Đám đàn em nhao nhao chạy về phía đại ca của mình. Mao Đầu lúc này đã bị Hồ Cửu đá văng ra xa hơn 10 mét, va và mạnh vào mảng tường cũ kỹ, khiến căn nhà rung lắc một chút. Vợ chồng Dung thất cảm thấy khó tin, nhìn Hồ Cửu trước giờ anh luôn là một gã thư sinh đam mê kinh doanh không hơn không kém từ khi nào lại mạnh mẽ như thế nhưng nghĩ đến đây hai người họ lại đau lòng không thôi họ hiểu vì hoàn cảnh bao năm lang bạt nếu không có gì phòng thân e là hồ cửu cũng chết thê thảm rồi hồ cửu kia hay là thôi đi tuyết ngụy lên tiếng tính bà hay mềm lòng dù thật sự bà rất sợ cũng không thích mao đầu kia nhưng bà cũng không muốn nhìn cảnh giết chóc bác gái hắn đáng chết một kẻ vô liêm sỉ ức hiếp người già còn cần sống làm gì. Hồ cửu cứng rắn nói. Bên này mau đầu bị đá một cái nhưng lại bật xa, hắn vô cùng sợ hãi. Người kia không dễ chọc, nhưng nhìn đàn em đông đúc, lại ôm cục tức kia. Mau đầu lớn tiếng quát to. Chúng mày chết hết rồi à, nhào lên đánh thằng chó chết kia cho tao. Đánh chết hắn mới thôi. Cả đám đàn em nghe mao đầu gào lên thì sợ hãi, không phải họ không muốn nhưng nhìn thân thủ người kia, không phải dễ đối phó. Cuống hồ ai xui xẻo nhảy vào bị người kia đánh chúng có phải là đi chầu Diêm Vương không? Mau đầu thấy đám đàn em còn trần trừ thì lại càng gấp gáp hơn. Bọn mày đánh nó, nó chỉ có hai người chúng ta hơn 20 người, sợ gì chứ? Chúng ta còn có lão đại chống lưng, nhào lên cho tao. Nghe đến lão đại, đám đàn em dù muốn hay không muốn cũng phải tiến lên. Lão đại là một người cực kỳ tàn độc, chỉ cần biết đàn em không theo lệnh đại ca dẫn đầu thì rất thảm nha cả đám đàn em kia lao về phía hồ cửu, tên cầm gậy, cầm côn, tên cầm mã tấu, kiếm. Dung thất thấy vậy nhào tới che chắn trước hồ cửu, nhưng hữu thủ nhanh hơn một bước chắn trước người hồ cửu. Từng quyền cước hạ đo ván những tên nhãi nhép này. Hồ cửu cảm động trong lòng trước hành động của vợ chồng Dung thất, anh hạ quyết tâm đời này sẽ bảo hộ họ, không cho họ chịu tổn hại nào nữa. Chuyện, này, sao, có thể. Mau đầu nhìn đám đàn em nằm la liệt trên đất kêu rên, ánh mắt sợ hãi nhìn hữu thủ. Đại, đại ca, xin, xin tha mạng. Hắn sợ hãi như muốn quỳ xuống cầu xin, ai mà biết hai tên này lợi hại như vậy chứ. Trước mắt hắn muốn giữ mạng của mình, về nói với lão đại, không sợ không chỉ được hai tên trước mắt. Tha, lúc nãy là mày nói muốn đánh quẻ chân ai, tao muốn nghe thêm lần nữa. Hồ cửu bước từng bước lại gần, nở nụ cười hiểm ác khó thấy, sát khí quanh thân bỗng nhiên vây quanh, làm cho người xung quanh sợ hãi. Là tôi, Hồ Đồ, xin đại ca tha cho. Cảm nhận được sát khí trên người Hồ Cửu, Mao Đầu sợ hãi lùi về sau, giọng nói cũng nhỏ đi rất nhiều, không còn khí thế kiêu căng lúc đầu. "Tao nhớ mày còn đòi 20 triệu thì phải, mày nhớ tao nói gì không?" Hồ Cửu hiếp mắt, anh đặt chân lên vai của Mao Đầu, khí thế vô cùng uy vũ. Chân anh hơi dùng sức, đầu vai của Mao Đầu lệch hẳn. "Tôi không cần, không cần, tha cho tôi, xin anh, tao đã nói 20 triệu tao đưa." nhưng là làm đám tang cho mày. Nói xong, hồ cửu quay lại nhìn vợ chồng dung thất, anh cũng không định làm cho họ sợ. Máu tanh cũng không phải là điều tốt, anh đưa mắt ra hiệu cho hiếu thủ, ý nói thay anh xử lý. Hiếu thủ bên này hiểu ý, nhanh chóng lôi mau đầu ra ngoài, trong miệng còn lầm bầm. Chết tiết, mấy tên khốn kia, chậm chạp thế không biết. Hồ cửu đỡ vợ chồng dung vị vào trong nhà, hai người rơm rớm nước mắt. Nhìn hồ cửu một lượt, tuyết ngụy hòa khóc, dung thất thì quay mặt đi tuy không ai nói gì nhưng không gian đó tràn đầy đau thương đan sen vui mừng ngày gặp lại cháu mấy năm này chắc chịu cực khổ rồi dung thất nghẹn ngào muốn hỏi thăm nhưng lại không biết hỏi từ đâu hai bác yên tâm mọi việc qua rồi cháu về là để giải oan cho dung vị còn có muốn cho hai người cuộc sống tốt hơn nghe đến việc giải oan cho con trai hai vợ chồng dung thất ánh mắt sáng ngời mọi đau thương khổ cực bấy lâu dường như tan biến chương 14, chiến thần ở đâu? Hồ Cửu nhìn hai vợ chồng già ở trong căn nhà siêu vẹo như muốn đổ, không gian tối mịch, cũng chỉ có một cây đèn dầu. Không khí ẩm thấp kèm với mùi mốc càng làm cho bệnh ho của Dung thất nặng hơn. Cháu, là cháu có lỗi với mọi người. Để hai người lại sống cảnh thế này, anh lắc đầu tự trách. Có gì mà do với không do chứ? Năm đó ta biết cả hai người các cháu là thanh niên trí lớn. Bị người ganh ghét hãm hại, dung vị bị đẩy vào cảnh tù tội cháu bị người truy sát ta biết lúc đó cháu bỏ đi là vì nghĩ cho chúng ta cũng vì dung vị nói đến đây dung thất lại nghẹn ngào tuyết ngụy lại ôm mặt khóc mấy năm qua cháu giờ có thể giúp dung vị sao tuyết ngụy nhìn vẻ mặt đen sạm của hồ cửu cả người cũng cao to hơn mấy năm trước bà biết anh chịu bao nhiêu khổ cực để về đây vừa rồi nhìn anh đánh đám côn đồ kia còn có một người đi theo anh cũng thân thủ không kém bà biết dung vị lần này có cơ hội được cứu rồi một người là con trai bà một người đã gắn bó với họ bà đều đau xót cháu chịu khổ nhiều rồi dung thất lên tiếng không sao cả sau này hai người xem con là con trong nhà là được rồi con có thể nhận hai người làm cha mẹ nuôi không dù sao con cũng mồ côi từ nhỏ mà dung vị là người anh em duy nhất của con hồ cửu lúc trước có thể ăn nói lưu loát nhưng nhiều năm mài rũa trên chiến trường anh dường như chỉ làm mà không nói mất dần khả năng ăn nói hồ cửu thật tâm muốn dành điều tốt nhất cho hai người này chỉ là anh không biết nói sao cho hay cả cũng là năm đó chỉ có hai người họ đưa cho anh hết tất cả số tiền của họ mà đến giờ cũng vì anh và dung vị mà hai người họ lại ra nông nỗi này dù sao ngày tháng sau này hãy để con cùng dung vị lo cho hai người được được chứ tuyết ngụy vừa khóc vừa trả lời đam mỹ hài cha mẹ sau này hai người là cha mẹ của con. Hồ Cửu mạnh mẽ nắm tay hai người như khẳng định, vừa lúc này, hữu thủ đi vào, ánh mắt có chút hỏi ý kiến Hồ Cửu. Hai người ở yên trong nhà, con cần phải giải quyết đám côn đồ này. Sau này người dân ở đây không cần bị chúng ức hiếp. Nhìn hữu thủ, Hồ Cửu biết có chuyện gì đó, anh quay sang trấn an hai người già. Nhưng, nguy hiểm, sau lưng chúng còn có nhiều thế lực ngầm. Sợ là, dung thất ngần ngại, dù gì ông cũng từng là người trong chính quyền sao lại không hiểu đám lâu la này chỉ là tay sai thế lực đằng sau còn hơn thế nữa cha đừng lo tin con ánh mắt hồ cửu tràn đầy sự quả quyết dung thất cũng yên tâm phần nào nhẹ nhàng gật đầu hồ cửu không quên dặn dò trước khi đi cha mẹ cứ ở yên trong nhà xong việc con sẽ quay lại đón hai người sau đó anh rời đi ra khỏi con hẻm nhỏ hữu thủ dẫn anh đến vùng đất trống lúc này mao đầu đang quỳ dạp dưới đất cả người bị chói chặt. Thương ngài, hắn nói rằng có người sai khiến để hắn gây khó dễ cho vợ chồng Dung thất. Vừa nghe Hiếu thủ nói vậy, vẻ mặt Hồ Cửu hơi trầm trọng. Suy cho cùng Dung vị đã ở từ anh đã lưu lạc, làm khó hai người già này để làm gì? Trừ khi lần hãm hại năm đó, thực sự có quan hệ sâu rộng hơn anh tưởng. Còn có, bọn người kia muốn diệt cỏ tận gốc nhưng ngại nghị luận. Nói, là ai, tao sẽ cho mày chết đỡ khó coi một chút hồ cửu dùng ánh mắt tử thần nhìn mao đầu hắn vô thức sợ hãi người trước mặt luôn làm hắn sợ hãi nỗi sợ xuất phát từ trong xương tủy mà ra là lão đại lão đại dặn dò phải hành hạ họ vì vậy lão đại là ai mao đầu lắp bắp nói hồ cửu vẫn vẻ mặt như thần chết gắt gỏng với mao đầu theo tôi được biết ở thành phố gia này mọi người đều gọi thương nhật là lão đại mà tên này có thế lực đứng sau chính là phó chủ tịch thành phố dương minh thành Hữu thủ đã điều tra tường tận, báo cáo với Hồ Cửu ngắn gọn nhất. Ô, là Dương Minh Thành, là phố chủ tịch thành phố. Thú vị lắm. Nghe thấy cái tên này, Hồ Cửu nở nụ cười càng ác độc. Dương Minh Thành từng là người lấy lòng dung vị, muốn được hợp tác cùng dung vị. Sau vài năm ngắn ngủi lại có thể leo lên chức phó chủ tịch, chứng tỏ con người không đơn giản. Giết. Một câu nói của Hồ Cửu khiến Mao đầu lạnh run. Tuy nói hắn là đầu gấu. Giang Hồ đánh người không nương tay. Nhưng giết người là cả một vấn đề, vì nếu có án mạng thì cảnh sát sẽ điều tra. Người này ra lệnh giết một cách nhanh chóng mà không cần hậu quả sao? "Đừng, xin." Lời chưa nói xong, hữu thủ đã bẻ cổ hắn ngược phía sau. Mao đầu trợn tròn mắt, vẻ mặt hoảng sợ, chết trong tích tắc. Vừa lúc này, một đám người chạy đến, trên tay còn cầm vũ khí, một tên trong đám đi lên, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng nhìn Hồ Cửu. Mày dám giết người của tao. Chương 15, lo sợ của những người đứng đầu. Hữu thủ nhìn tên trước mặt, dáng người cao lớn, sát khi quanh quẩn, nhưng dù là có chút sát khí này thì cũng không bằng hai người hữu thủ cùng Hồ Cửu. Vốn dĩ những đám giang hồ nay là thí mạng vì lợi, nên việc chém giết đa phần chỉ là tự vệ, từ đó tạo nên sát khí. Nhưng Hồ Cửu là lăn lộn trên sa trường, từ cõi chết mà bước ra, một thân sát khí của Hồ Cửu không chỉ là sát phạt mà còn có uy nghiêm chiến thần uy áp này nặng đến mức đè bẹp mọi thứ. Mày câm rồi sao? Tên cầm đầu là Mã Hỏa, tình ra thì ở thành phố gia này hắn cũng gọi là có tên tuổi. Hắn nổi tiếng liều mạng, chém giết tới chết mới thôi, dù là ai nghe tới tên hắn cũng khá e ngại về độ điên cuồng của hắn ta. Còn một điều mà ai cũng e sợ hắn chính là thủ đoạn giết người kia. Dù cho đối phương chịu thua hay có thế nào, chỉ cần Mã Hỏa nhận định chết, thì người kia sẽ chết vô cùng đau đớn nhưng với hữu thủ cùng hồ cửu thì tên nhãi nhép mã hỏa cũng chỉ là một kẻ không biết sống chết như mao đầu mã thôi thì sao hồ cửu mở lời bộ dáng bất cần cứ như việc giết chết mao đầu là điều quá bình thường như con run con dế nào đó trên đường mà thôi mày và nó đều phải chết còn phải chết thảm vẻ mặt mã hỏa vô cùng dữ tợn lộ vẻ khát máu cùng biến thái vừa nói hắn vừa rút ra một con dao vô cùng bén tuy nhìn khá nhỏ nhưng tốc độ lụi dao của hắn rất nhanh chỉ cần chúng chiêu thì nghĩ cũng không cần nghĩ nữa. Trên con dao găm kia còn có vô số răng cưa bắt chéo, nếu thật sự bị đâm chúng chỉ nghĩ tới việc đau đớn cũng là đau hơn gấp trăm lần rồi. Nhưng mã hỏa lần này rõ ràng là gặp khắc tinh của hắn rồi. Người của cậu có vẻ chậm chạp rồi. Hồ cửu cười như không cười, vẻ mặt không hề quan tâm tới lời đe dọa cùng động thái của tên mã hỏa. Do tôi sơ suất, tôi sẽ không để xảy ra việc này. Nghe lời này, hữu thủ cúi đầu nhận sai. Quả thật anh ta đã sắp xếp nhóm người lão thất, nhưng không hiểu sao ông ta lại chậm chạp không tới. Nhắc đến lão thất lại là một câu chuyện khác, ông ta cũng là xuất thân quân ngũ, được Hồ Cửu cho về vườn. Nhưng vì bôn ba nhiều năm không vợ không con, Hồ Cửu để hữu thủ sắp xếp ông ta làm một chùm băng nhóm ở thành phố tỉnh, anh biết có lúc dùng tới. Nhưng thực lực lão thất có hạn, nhiều năm vẫn chưa thể bành trướng thế lực, đến việc tìm tới khu ổ chuột này cũng phải mất quá nhiều thời gian như vậy hai đứa mày bớt diễn trò lại. Có gì sám hối thì nói, không thì, để mạng lại. Nhìn hai người kia một người lại một người biểu thị toàn động thái lại, mã hỏa lại cần tức giận, hắn ta không thích sông dài. Vừa dứt lời, tay lăm lăm con dao sông lên, tốc độ rất nhanh, vẻ mặt điên cuồng như quỷ dữ. Nhưng khi con dao gần chạm đến hữu thủ, tay hắn bỗng nhiên bị bẻ quạt lại, con dao đâm thẳng vào hông trái. Cảnh tượng vô cùng quỷ quái, ghê rợn, người mã hỏa máu không ngừng chảy, tay bị bẻ gãy dính vào cán dao không cách nào lấy ra được. Vẻ mặt hắn ngạc nhiên cùng đau đớn. Nhãi nhép, không tự lượng sức mình. Hữu thủ làm động tác phủi tay như vừa mới làm một chuyện bình thường gì đó chứ không phải là đánh nhau. Đám đàn em đi theo hoang mang lùi về phía sau. Nói với lão đại của các người, ngày tàn của hắn là ngày mai. Hồ cửu lạnh lùng nhìn đám nhát chết kia, nói từng chữ. Anh biết những kẻ này sẽ truyền lời cho mình. Đám người kia nhốn nháo bỏ chạy, không chạy ở lại để chết sao. Còn đại ca, họ còn có chỗ dựa, đại ca là người tàn độc thế nào còn bị người kia hạ gục, bọn họ có tài cán gì chứ? Bọn người này chỉ là kẻ vô công dỗi nghề, không có việc làm, muốn có tiền, liên tìm cách đi gia nhập băng nhóm để lấy tiếng kiếm chút tiền để nuôi thân. Ngoài ra bọn họ mấy ai có bản lĩnh chứ? Chỉ còn lại mã hỏa nằm trên mặt đất vô cùng đau đớn, hắn đau tới mức choáng váng, nhưng ánh mắt nhìn hữu thủ cùng hồ cửu vô cùng hung ác chúng mày đừng hòng a à, á má hỏa nói được một nửa hiếu thủ dùng chân đạp mạnh vào con dao trên hông hắn không phải con dao này nhuốm máu nhiều người sao mày cũng nên hưởng thụ một chút Hữu thủ lạnh nhạt nói lão đại không tha cho chúng mày tao có chết cũng không sợ hắn dùng chút sức lực muốn cảnh cáo những người này hắn chưa từng thấy ai nghe danh lão đại mà không sợ hãi còn phải xem lão đại kia qua được ngày mai không nữa nha hồ cửu mỉa mai nói mày mày những mã hỏa chưa kịp nói xong hiếu thủ đã một cước đá vào chỗ hiểm cắm sâu con dao vào trong thiếu chút xuyên qua lưng mã hỏa hộc máu trợn trừng mắt không nói được lời nào trừ gian diệt ác mà mày chính là loại đó hiếu thủ nói xong thì dứt khoát đá tiếp một phát vào điểm hiểm mã hỏa chết vô cùng đau đớn máu đầm đìa một bãi đất trống lại có hai cái xác chết của đại ca băng nhóm nhìn vô cùng ghê rợn đi thôi hữu thủ nghe hồ cửu nói thì quay người đi theo hồ cửu. Audio điện tử võ tấn bền. chương 16, thú vị. Hồ cửu cùng hữu thủ vừa vào lại con hẻm cũ, về lại nhà vợ chồng dung thất. Vừa vào tới đầu hẻm đã thấy hai vợ chồng già ra sân đứng chờ, hai bên vai áo còn dính xương lạnh. Vẻ mặt họ lo lắng, nhưng khi thấy hồ cửu thì lại sáng ngợi, nếp nhăn khắc khổ như giãn ra một chút. Con, có sao không? Tuyết Ngụy run rẩy cầm tay hồ cửu xem xét về là tốt rồi, là tốt rồi. Dung thất nghẹn ngào, ông thực tâm không muốn Hồ Cửu có chuyện. Nhìn thấy hai người vì mình mà lo lắng, lòng Hồ Cửu như ấm lại, một chút dịu dàng có lẽ chỉ dành cho vợ anh cùng hai người già này. Tình thân chân chính là vậy. Cha mẹ đi cùng con được không? Sau này để con bảo vệ hai người. Hồ Cửu lên tiếng, muốn để hai người đến căn biệt thự Bạch Nguyệt mà Hồ Cửu đã chuẩn bị. Nhưng ở đây cũng không sao hơn nữa chuyện của dung vị cũng sẽ cần tốn kém tuy bản thân dung thất muốn đi khỏi đây hơn ai hết vợ ông cùng ông không thể chịu đựng không khí ẩm thấp thế này được nhưng vì dung vị ông cũng không còn cách nào hai người yên tâm con về đã có chuẩn bị nếu để hai người ở đây dung vị ra ngoài sẽ trách con mất hồ cửu trấn an hai người trong lòng anh hiểu rõ hai vợ chồng già là đang lo lắng cho anh cùng dung vị trong lòng anh vô cùng chua xót là mấy năm trước anh quá ngây thơ tin người háo thắng nếu lúc đó anh chậm lại có lẽ không làm khổ họ tin con đi cùng con có được không hồ cửu lần nữa khẳng định hai người già nhìn nhau ánh mắt chứa sự hy vọng lại đỏ lên như muốn khóc dung thất ôm lấy thuyết ngụy hai người cùng gật đầu họ xem như khổ tận cam lai lúc hồ cửu cùng hữu thủ đang đỡ hai người đi ra ngoài chuẩn bị về biệt thự bạch nguyệt một đám người hầm hồ xông vào trên tay toàn gậy gộc, hai người giá thoát giật mình run lên. Hồ Cửu nhíu mày, sắc mặt đen lại. Ông đến trễ. Lão thất thấy Hồ Cửu thì nhanh chóng lên trước, cúi đầu nhận lỗi. Là tôi đi sai đường, mất thời gian của ngài. Bây giờ, khi đi vào đây ông đã thấy hai cái xác ở bãi đất trống, vào đây lại thấy Hồ Cửu đỡ hai người này. Lão thất hơi lúng túng, không biết nên làm sao, thu dọn đám tàng cuộc ngoài kia, sạch sẽ một chút. Sau đó, đến biệt thự bạch nguyệt gặp tôi hồ cửu ngắn gọn như ra lệnh vâng lão thất như nhận lệnh kéo anh em đi làm việc hiệu suất khá tốt đưa hai người già lên xe hồ cửu cho họ ánh mắt yên tâm lúc này dung thất cùng tuyết ngụy mới buông lỏng một chút theo dự tính chỉ cần qua hết tuần này chuyện của dung vị sẽ được giải quyết con hứa với hai người dung vị sẽ về với cha mẹ trong tháng này hồ cửu âm thầm có dự tính chuyện dung vị thực sự anh có chuẩn bị trong nhiều năm hiện tại chỉ cần tung ra bằng chứng tích lũy nhiều năm qua, dung vị sẽ được danh chính ngôn thuận thả ra ngoài. Thật ra, anh có thể dùng thế lực cùng sức ép của chiến thần giải cứu dung vị, nhưng như vậy sẽ không rửa sạch được tội của dung vị, dù anh ấy có ra ngoài vẫn mang danh ô uế. Thật, thật sự trong tháng, tuyết ngụy lắp bắp không thành lời. Đúng vậy, cha mẹ phải yên tâm tịnh dưỡng, dung vị thấy sẽ đau lòng, được không? Được, được, chúng ta sẽ cố gắng. Nó được ra là tốt rồi, Dung thất mừng rỡ. Tuy không thể đưa kẻ thù ác thực sự ra ánh sáng, nhưng cũng sẽ giải oan cho Dung vị, trước mắt là vậy. Nhưng Hồ Cửu hơi ái ngại, kẻ đứng sau hãm hại Dung vị khá là kín tiếng, dù anh đã cho điều tra ở mọi thế lực, nhưng dường như hắn ta đã bốc hơi, chỉ duy nhất có một điểm là kẻ đó cũng ở thành phố ra. Vậy là tốt rồi, ra tù là tốt rồi, mọi chuyện chỉ cần có bảo toàn con người thì đều còn hy vọng hai người già vui mừng đến phát khóc, dung thất cảm thấy bao năm chịu khổ cũng đáng giá. hồ cửu nắm tay ông vỗ vỗ, muốn hai người yên tâm hơn. rất nhanh họ đã đến biệt thự bạch nguyệt. dung thất cùng tuyết ngụy nhìn căn biệt thự, miệng há hốc, cảm thấy không tin vào mắt mình. đây là là nhà sau này của cha mẹ cùng dung vị. hồ cửu tiếp lời dung thất, nhưng không cần như thế. e là người khác chú ý, không tốt ra, à? cha mẹ đừng lo lần này là cơ hội con báo đáp hai người dung vị cũng cần chỗ ở cuống hồ con có chuẩn bị ở đây an ninh tốt lại có bảo vệ không khí lại tốt với mọi người để dưỡng bệnh hồ cửu giải thích một hồi anh vô cùng kiên nhẫn vì anh biết họ là lo cho anh thật lòng nhất vậy chúng ta đi vào thôi tuyết ngụy nghe cũng hợp lý nên kéo tay chồng đi vào nhưng khi nhìn căn biệt thự bạch nguyệt này hồ cửu lại nhíu mày quả thực phong thủy hai căn biệt thự anh mua là vô tình hay cố ý lại có bài bố trận pháp chấn tả, chấn điểm xấu. Lấy linh khí từ trời đất cùng may mắn của những biệt thự xung quanh, nhưng hai căn biệt thự này lại không ai mua cả. Có vẻ chủ nhân tạo ra nó lại có ý định sâu xa hơn, thú vị hơn rồi đây. Chương 17, lục gia tính kế. Hồ Cửu Thu xếp cho vợ chồng Dung vị thì quay về lại căn biệt thự Nhật Hạ, Lục Chỉ đã đi nghỉ ngơi, chỉ còn Lục Thạc chờ anh nhìn cảnh lục thạc ngồi chờ anh mà ngủ thiếp trên sofa, lòng hồ cửu hơi trùng lại một chút, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn gương mắt nhỏ bé trắng nõn, mày nhíu chặt. Ngay cả khi ngủ lục thạc cũng không được thoải mái dù chỉ một chút, hồ cửu cảm thấy tự trách. Do anh mà em khổ nhiều rồi. Nói rồi hồ cửu đưa tay vén tóc của lục thạc lên, lúc này cô giật mình mở mắt, cả người ngồi bật dậy. Anh, anh về rồi. Lục thạc lúng túng hỏi hồ cửu. Ừ anh về rồi anh sắp xếp người người giúp đỡ anh về căn biệt thự bên kia lục thạc hơi ngần ngại nhưng cũng muốn hỏi rõ đây là điều mà trong lòng cô chăn trở nhất dù cô biết hồ cửu làm những chuyện hôm nay là đã quá đối tốt với cô nhưng nghĩ đến một cô gái nào đó ở trong căn nhà bên kia lòng cô lại khó chịu ừm nhìn lục thạc hồ cửu cho rằng cô là đang quan tâm mình nên trả lời nhìn cô vậy nhiều năm qua anh thế nào một chút thông tin cũng không có Nghe Hồ Cửu trả lời hời hợt, cô càng khó chịu, hỏi sang chuyện khác, nhưng có lẽ lòng cô quá chua xót nên giọng điệu hỏi anh như chất vấn hơn là quan tâm. Hồ Cửu thở dài, cảm thấy lục thạc trách anh cũng đúng, bỏ đi nhiều năm một mình cô chịu khổ, có trách móc cũng là bình thường. Nhiều năm qua anh lang thang khắp nơi, tình cờ gặp được một cụ già, ông ta giúp anh làm ăn. Cũng tình cờ quen biết cứu được thiết soái chiến thần, từ đó được giúp đỡ. Xem như có chút tích lũy, anh không muốn cô vì thân phận của anh mà ái ngại hay tự ti càng không muốn một đám hổ đói kia nắm được chuyện này mà đòi hỏi từ lục thạc hồ cửu muốn để cho lục thạc thật sự mạnh mẽ hơn tự tin hơn để sánh vai với anh bản thân hồ cửu không muốn vì thân phận mà nảy sinh phiền phức cùng khoảng cách vậy những thứ này đều do được đền ơn lòng lục thạc lại vô cùng thất vọng cô vẫn hy vọng chồng mình sẽ có thành tựu chứ không phải chỉ là nhờ hơi người khác vậy thì vô dụng cùng phế vật có khác gì lục thạc thở dại quay đi nơi khác cảm thấy mình thật bất hạnh một đời xem như hủy dù sao hiện tại ngoài dựa vào hồ cửu thì cô cũng chẳng còn cách khác về lục gia chỉ có vào con đường bán thân cho lợi ích lục gia thôi xem như cũng là may mắn câu an ủi này lục thạc muốn nói cho hồ cửu nhưng thật ra là cô đang nói cho bản thân mình đúng vậy có thể thoát khỏi sự lợi dụng của lục gia là may mắn rồi em đừng lo sau này có anh bảo vệ em có thể sao nghe hồ cửu khẳng định sẽ bảo vệ mình lục thạc hơi hoài nghi bản thân anh còn phải sống nhờ sự báo ân của người khác có thể bảo vệ cô sao điều này cô có chút không dám tin tin anh được không hồ cửu nắm tay lục thạc muốn cô yên tâm về anh hơn thôi cứ bước nào đi bước đó lục thạc rút tay bỏ lên phòng tâm trạng vô cùng ngổn ngang cô rất mâu thuẫn cô muốn mặc kệ anh nhưng hiện tại cô cũng không thể trong lòng lục thạc có chút ích kỷ nhưng không hiểu sao cô luyến tiếc không hề muốn chấm dứt với hồ cửu thấy lục thạc khuất bóng ở hành lang cầu thang hồ cửu thở dài bất lực chiến thần có thể làm mọi thứ như anh lại không thể làm người phụ nữ của mình yên tâm đành cố gắng từng bước vậy câu này hồ cửu tự nói với bản thân chợt anh nhớ ra điều gì đó gọi hiếu thủ cậu xem ở thành phố ra tập đoàn có môi trường sinh thái gần giống lục thị nhưng phải lớn nhất có thể đè bẹp mọi gia tộc ở đây mua đứt nó đi vâng khoan đã, đứng tên cậu là tốt nhất. Sau đó kín đáo mời lục thạc đến quản lý. Hiểu ý tôi chứ, hữu thủ nghe vậy chợt hiểu ra, tôi đã hiểu thương ngài. Ngay sáng hôm sau, một tin tức oanh tạc toàn thành phố ra. Tập đoàn lớn nhất nhì thành phố là Sunny đã bị một ông chủ không rõ danh tính mua lại, mọi hạng mục hợp tác với lục thị cùng phúc thị đều bị hủy bỏ hoàn toàn. Chưa kể tập đoàn Sunny còn nhận về vô số hạng mục lớn, đều được chính phủ thông qua tạo điều kiện đến mức tối đa, nhiều tập đoàn lớn còn muốn hợp tác với Sunny. Có thể nói ông chủ mới này có mối quan hệ cùng thân phận sâu không lường được, giờ đây các tập đoàn lớn đều ồ ạt đặt quan hệ với Sunny mong được chiếu cố. Tại Lục gia, "Chết tiệt, sao lại có chuyện này? Dự án với Sunny do ai chủ trì? Sao lại có chuyện bị hủy hợp tác?" Lục Quân vứt đống giấy tờ lên bàn, tức giận hét lên. Mặt ông ta tối sầm, sau khi Sunny từ chối hợp tác, nhiều đối tác cũng dần rút đi nói ông ta không sốt ruột sao được chứ. Lục Hùng, nói cho ta biết, có chuyện gì. Hiện tại, Lục Hùng có rúm sợ hãi nhìn Lục Quân. Cha, mọi người đều đồn đoán chúng ta đắc tội với ai đó. Tập đoàn Sunny có quan hệ thấm sâu, e là, hay do chúng ta làm mất lòng phúc thị, Lục Hùng còn chưa nói hết Lục Bạch đã chen lời. Không đúng. Phúc Thị cũng bị mất nhiều dự án từ Sunny. Dù thế nào thì tình trạng hiện tại của Lục Thị quả thực rất phức tạp, ai chủ trì dự án của Sunny? Lục quân lần nữa hỏi lại, dạ, là, lục thạc. Nhìn thấy lục quân đang tức giận, lục bạch lấy hết can đảm trả lời. Cái gì cũng là nó, chúng mày không làm gì à? Lục thạc, lục thạc, toàn một lũ vô dụng, bị lục quân mắng chửi, lục hùng cùng lục bạch chỉ biết cúi đầu nhìn nhau. Làm sao mà họ biết được tập đoàn lớn như Sunny lại hủy hợp tác, hiện tại tiền đền bù hợp đồng bên Sunny đã chuyển đủ, Lục thị của họ làm gì còn cớ để bắt bẻ, huấn hồ dự án của Sunny đều có giá trị hàng nghìn tỷ đô, lại ở những khu đất vàng hoặc những lĩnh vực thịnh hành hiện nay. Qua một đêm lại rộ lên quá nhiều tin đồn bất lợi, vốn dĩ là hủy hợp tác thành lục thi có vấn đề nội bộ, nên mới bị Sunny rút hợp tác. Chính lục gia của bọn họ còn không rõ là có vấn đề gì. Đuổi lục thạc cùng lục chỉ ra khỏi nhà. Không hề liên quan nha. chương 18, lục thạc tiếp quản Sunny. Lục quân tức giận nhưng đuổi cũng đã đuổi, không thể yêu cầu lục thạc quay về được. Lục bạch mau đi tìm hiểu nguyên nhân đi, nghĩ một chút lục quân nhanh chóng đưa ra quyết định, lục hùng đi với ta đến tập đoàn Sunny, mọi người trong lúc ra ai làm việc đó, nhanh chóng cứu vãn tình thế. Lúc này lục chỉ cùng lục thạc mới vừa ăn sáng xong, cũng đã nghe thông tin kia, tuy nhiên lục chỉ đã không còn mấy quan tâm tới việc kinh doanh. Lục thạc thì cũng không có bao nhiêu phản ứng, điều cô quan tâm là bệnh tình của lục chỉ cùng mâu thuẫn trong lòng từ tối qua. Bỗng nhiên điện thoại cô reo lên. "Tôi, Lục Thạc nghe." "Thật sao? Cái vị có nhầm lẫn không? Tôi còn chưa, vâng tôi sẽ đến." Lục Chỉ nhìn con gái vui vẻ hơn, tò mò hỏi. "Có chuyện gì vậy con?" "Là tập đoàn Sunny, họ mời con về làm giám đốc chiến lược cho họ." "Là tập đoàn Sunny đó cha." Lục Thạc nắm tay Lục Chỉ, mừng tới mức sắp khóc, cô không hiểu tại sao họ lại có thể biết được cô trong giới kinh doanh này cô không quá nổi tiếng, nếu có chỉ là vì sắc đẹp. Ở Lục Thị, Lục Thạc tuy là cháu gái của Lục Quân nhưng thực sự là đi lên từ thực lực, bỏ bao nhiêu công sức, bản thân cô có thực lực nhất nhưng vì bị những người chú kia tranh công, nên những thứ gọi là dự án lớn tuy là cô dành về cho Lục Thị, nhưng đều dưới danh nghĩa người khác. Hiện tại, cô có cơ hội thể hiện bản thân, nói cô không vui sao được. Lại là tập đoàn lớn như Sunny, chưa nói đến việc khác, chỉ riêng mức lương cùng đãi ngộ đã lên tới vài trăm triệu một tháng. Làm gì có nơi nào phúc lợi tốt như thế chứ? Nhưng Lục Thạc chợt nghĩ tới gì đó, quay sang Hồ Cửu hỏi: "Là anh?" Hồ Cửu nhìn Lục Thạc thản nhiên trả lời, "Nếu em thực sự không có năng lực thì dù là ai cũng không thể làm gì được. Tập đoàn Sunny đó chẳng phải trước giờ chỉ tuyển người tài sao? Anh không liên quan chuyện này, nhưng tình nguyện hộ tống em đến đó nha." Chuyện đô thị. Dừng một chút hồ cửu lại cười bí hiểm trong trường hợp họ không nhận em anh có thể nhờ không cần anh đi theo cũng được nhưng không cần nhờ vào người ta nữa hồ cửu còn chưa nói hết câu lục thạc đã gạt phăng bản thân cô là muốn được công nhận thực sự không muốn phải dựa thế ai đó được sau một hồi chuẩn bị lục thạc mặc một chiếc váy công sở màu trắng vừa thanh lịch nhã nhận toát lên dáng vẻ thanh nhã đôi chân thon dài càng làm cho vóc dáng lục nhã đẹp hơn đi thôi hồ cửu đưa tay muốn nắm tay cô nhưng lục thạc dường như không muốn cô cứ thế đi thẳng đến xe dù sao hiện tại chỉ có xe hồ cửu là dùng được anh đến đó cứ ở dưới chờ tôi tuy có hơi khó chịu lục thạc cũng không muốn cùng hồ cửu đi vào tập đoàn sunny dù sao thì hồ cửu hiện tại thực sự không còn như lúc trước bộ dạng ăn mặc rất vì tiện cô có chút ngại được anh ở dưới chờ em hồ cửu cũng không suy nghĩ nhiều dù sao đó cũng là chuyện nên làm nói rồi lục thạc xuống xe tự tin đi vào cổng tập đoàn sunny phải nói hữu thủ làm việc rất tốt khi lục thạc vừa bước vào đã có người tiếp đón cô tới phòng họp chính lúc này chờ cho đến khi lục thạc trao đổi với ceo của tập đoàn sunny hữu thủ đi ra ngoài gặp hồ cửu mọi chuyện thế nào hồ cửu ngắn gọn hỏi sắp xếp ổn thỏa rồi ạ à? nhưng quá trình thu mua phát hiện một chuyện liên quan tới bạn ngài là dung vị nghe đến đây hồ cửu nhíu mày nhìn qua hiếu thủ lên xe nói rõ hơn hiếu thủ nhanh chóng lên xe hồ cửu đánh xe tới một nơi vắng hơn đối diện cổng tập đoàn sunny nói rõ đi vẻ mặt hồ cửu có chút khó coi thưa thiết soái thật ra năm đó dung vị ngồi tù vì mộc gia hãm hại mộc thúy lan kia cũng là người giúp sức không nhỏ mộc gia vốn là muốn mộc thúy lan lấy dung vị để có thể bước chân vào ngành sáng chế trí tuệ nhân tạo nhưng Hữu thủ nói đến đây đã bị Dung vị cướp lời. Nhưng Dung vị yêu Mộc Thúy Lan, không muốn Mộc gia dấn thân vào con đường khó khăn này, vì chính phủ luôn giám sát mảng này. Chưa kể, trí tuệ nhân tạo nếu có vượt trội sẽ bị đem ra làm thí nghiệm chiến tranh. Mộc gia cho rằng Dung vị không chia sẻ nguồn thu nhập hấp dẫn kia nên mới hại Dung vị. Sau khi Hồ Cửu Nghi hoặc nhìn hữu thủ, trong lòng có chút khó chịu. Mộc Thúy Lan kia chính là vị hôn thê của Dung vị mà hiện tại cô ta là người sống sung túc nhất. E là không chỉ một mình Mộc Gia. Hữu Thủ Thành thật trả lời, đúng, Mộc Gia chưa đủ khả năng đó. Vậy ngài cho là, Lục Gia, Phúc Gia còn có cả người đứng đầu thành phố, Dương Gia kia cũng cũng không thoát. Thật ra, tôi đều để tâm, tôi chỉ mong năm đó tôi cùng Dung Vị không kéo quá nhiều quan tâm như thế, xem ra tôi thất vọng rồi. Hồ Cửu trong lòng hiểu rõ, những gia tộc kia hay cả Dương Minh Thành cũng chỉ là cùng nhau hợp lực. Người thực sự đứng đằng sau suối dục tiếp tay e là địa vị còn cao hơn. Không sao, lăn lộn bao năm, mục đích của tôi cũng chỉ có như thế, gia tộc lớn, chính trị gia thì sao? Tôi cho họ thấy cái gì là sợ hãi, nụ cười hồ cửu trở nên đáng sợ. Bỗng nhiên hữu thủ cao mày nhìn phía trước, kia còn không phải là lục quân cùng lục hùng sao? Họ khí thế vào cổng tập đoàn Sunny cơ đấy. Nhìn theo ánh mắt hữu thủ, Hồ Cửu có càng cười ghê giận hơn, có lẽ nên khai đao với Lục Gia trước tiên nhỉ. Cậu vào đi, tôi nghĩ Lục Thạc cần thấy rõ bộ mặt của họ. Về sau dễ làm việc hơn. Nghe ra thầm ý của Hồ Cửu, hữu thủ nhanh chóng xuống xe, vào lại tập đoàn Sunny để sắp xếp. chương 19, đụng độ Lục Gia. Trong sảnh chính tập đoàn Sunny, đoàn người Lục Gia gồm Lục Quân cùng Lục Hùng khí thế đi vào, Lục Quân trước giờ thường cậy già lên mặt đã quen trong cả lục gia ai mà không nghe theo ông ta, chính vì thế bản thân ông ta đã quen cách cư xử được chào đón bợ đỡ thành thói. Nhiều năm trước đứa cháu lục thạc lấy được một chàng trai được xem là tiềm năng trong giới thương nhân. Ông ta lại càng được phen vỉnh mặt. Nhưng cũng chính vì hồ cửu cùng dung vị bị hãm hại mà ông ta cảm thấy xấu hổ. Cho rằng đứa cháu lục thạc bêu xấu cả dòng họ. Mấy năm nay khởi sắc một chút, lục quân lại càng lên mặt với đời. Rõ ràng là ông ta chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi cho tôi gặp chủ quản của Sunny." Lục Quân nói bằng giọng ra lệnh với cô nhân viên lễ tân đang trực quầy. "Thưa ngài, ngài có hẹn trước không ạ?" À? "Hẹn trước? Tôi Lục Quân chủ Lục thị đích thân đến cũng cần hẹn trước sao?" Nghe câu hỏi kia của cô nhân viên, Lục Quân lại càng nhíu mày sâu hơn, tỏ thái độ bề trên. "Thưa ngài, dù là ai cũng phải hẹn trước. Đây là quy định." Cô nhân viên vẫn lịch sự đáp lại, "Cha hay chúng ta cứ hẹn lịch. Như này cũng đúng quy trình, đồ vô dụng." ta đã đến tận đây, nói gặp là phải gặp. Lục quân quát vào mặt Lục Hùng. Nếu ông ta không thể gặp chủ quản của Sunny, thì chuyện bị lễ tân đuổi đi lại càng bị người ta cười cho thối mũi. Ông ta xem như đây là cách để thị uy, dù sao nếu như tập đoàn Sunny hủy đi mọi hợp tác họ sẽ đền bù khoảng tiền lớn, ông ta không tin không ai mà không vì tiền. Cô, gọi chủ quản, báo có lục quân đích thân đến. Tự động họ sẽ biết cần làm gì. Cô nhân viên lễ tân thấy lục quân uy hiếp người như vậy, trong lòng cũng không còn cách nào khác, đành phải gọi đến quản lý Thật ra, nếu là chủ nhân trước thì chỉ cần chủ một tập đoàn đến thì có thể sắp xếp cuộc gặp ngay Nhưng hiện tại vị chủ quản mới này đã ra lệch, chỉ cần là Kiều Thị hay Phúc Thị, đều chặn ngoài cửa chờ chỉ thị Cô nhân viên lễ tân cũng hết cách nha Thưa ngài, mời ngài đến ghế chờ ở sảnh chính, chủ quản sau khi xong việc sẽ trả lời Cái gì, trả lời, không phải là gặp, các người đang coi thường chúng tôi đấy à lục hùng cảm thấy cha mình có chút đường đột dù sao tập đoàn lớn của họ cũng đổi chủ không thể nói gặp là gặp cuống hồ quả thật bọn họ không hề có hẹn không thể bắt lỗi nhưng nghe thấy lễ tân nói chỉ là trả lời không phải là chịu gặp mặt thì cũng thấy chủ quản mới này quá tự cao rồi số tiền đền hợp đồng không phải nhỏ lục hùng lúc này cũng lên tiếng ông ta cũng không muốn cha mình gây ồn ào dù sao đây cũng là nơi người ta làm việc cô có thể yêu cầu chủ quản của cô xem xét lại không chúng tôi thực sự có việc gấp cần trao đổi mong các vị thông cảm chủ quản đang có việc bận đành phải chờ ạ à. cô lễ tân vẫn lịch sự đáp chết tiệt không ngờ một tập đoàn lớn như sunny lại có đạo đãi khách như vậy các người ngang nhiên chấm dứt hợp đồng giờ lại không tiếp khách vậy còn muốn kiếm tiền không hả các người có biết nếu phá vỡ hợp đồng này các người tổn thất không hả lục quân cố ý nói to nhất có thể muốn tất cả mọi người ở đây chú ý vì nếu là mất đi lợi ích thì vị chủ quản kia không thể không để tâm. Mà lúc này vừa lúc Lục Thạc đang cười nói cùng chủ quản Sunny, Hào Danh Đạt, Hào tổng đang đi ra. Cảm ơn ngài đã tin tưởng tôi. Mong sau này được Hào tổng giúp đỡ. Lục tiểu thư quá lời. Tập đoàn Sunny được cô tiếp quản quả thật là vinh dự. Sau này Sunny xem như trông cậy vào cô, Hào Danh Đạt khách khí mấy phần với Lục Thạc. Ông chủ mới đã dặn dò dù là gì thì sau này phải nâng đỡ Lục Thạc, sau khi nói chuyện Hào Danh Đạt cũng thấy Lục Thạc là người có năng lực, không tới mức là cô gái không não. Chưa kể, ông chủ còn cho anh ta nhiều lợi ích và quản lý một tập đoàn khác trực thuộc, tính ra thì có cơ hội hơn ở Sunny này. Hòa Danh Đạt không ngại thời gian này nâng đỡ Lục Thạc. Dù sao cũng là đôi bên có lợi, Hào Tổng, anh đây rồi. Lục Quân nhíu mày nhìn Hào Danh Đạt đang đi ra, ông ta đứng giữa đường chém trệ cứ như bản thân là điều gì đó to lớn quan trọng. Vị này, hào danh đạt bị chặn đường có chút khó chịu, nhất thời không nhận ra người trước mặt mình. Nhân viên lễ tân nhanh nhỏ đáp. Thưa hào tổng, đâu là lục tổng của lục thị, ngài ấy đến để gặp anh. Nhưng lúc này... Hào danh Đạt nghĩ một chút cũng hiểu được lục quân đến vì chuyện gì, trong một đêm chấm dứt hợp tác với lục gia, ông ta không sốt ruột đến đây mới lạ. Nhưng đến đây với thái độ này có vẻ là quá coi thường anh ta rồi, nói gì thì nói hào danh đạt cũng là người lăn lộn trong nghề bao năm nay, không thể lấy uy danh kia ra dọa thì có thể làm anh ta sợ được. Cuống hồ, chả ai đi cầu cạnh mà vinh mặt thế kia cả. Lục Tổng vui lòng đợi, tôi còn bận tiếp khách, xong việc sẽ tiếp ông. Hào danh đạt lạnh lùng nhìn Lục Quân. chương 20, là mồi lại cứ tưởng là sói. Lục Quân cảm thấy bản thân mình lăn lộn không ít, dù gì Hào Tổng này cũng còn trẻ, nên phải biết kính người trên như ông. Hào Tổng, Tôi muốn bàn với anh vấn đề các dự án mới bị dừng hợp tác. Nhìn bộ dạng của Lục Quân có lẽ là không hề có ý định nhượng bộ. Hào Danh Đạt cũng không còn vẻ khách khí, "Lục tiểu thư, ngày mai cô có thể tới nhận việc ngay, còn nhiều việc cần cô xử lý." "Cảm ơn Hào tổng, tôi sẽ đúng giờ." Thật ra Lục Thạc đã thấy Lục Quân cùng Lục Hùng, nhưng trong cuộc trao đổi cô đã thỏa thuận điều kiện với Hào tổng là mọi việc liên quan dự, chất lượng, kinh doanh cô đều có thể can thiệp chỉ riêng việc hợp tác với Kiều gia cùng Phúc gia, cô không được tự ý quyết định. Dù sao với một tập đoàn lớn như Sunny tránh liên kết người nhà trục lợi là điều dễ hiểu thôi, cô cũng không ý kiến. Cuống hồ, lục gia có người nào mà không muốn đưa cô vào chỗ bất nhân, cô cũng không thể nói gì hơn. Lục Thạc, Lục Hùng là người nhận ra Lục Thạc đầu tiên, sao cháu lại ở đây? Chuyện kiếm hiệp hay? Phó giám đốc của Sunny ở tại Sunny thì có gì lạ? hào danh đạt cũng nhận chỉ thị không được để lục thạc bị lục gia lợi dụng càng không để cho người nào làm gì lục thạc anh ta đành nhận nhiệm vụ này dù sao quả thực tin tức về chuyện lục gia chèn ép cha con lục thạc cũng đầy trên các diễn đàn anh ta cũng có chút thương cảm cho lục thạc và bài xích đám người lục gia này chẳng phải các vị muốn bàn về việc hủy dự án cũng vừa lúc mời vào phòng họp dừng một chút hào danh đạt quay về phái lục thạc dù sao cô cũng sắp phụ trách các dự án liên quan cô cũng nên tham gia một chút. Tôi, lục thạc bất ngờ, không biết phải phản ứng thế nào. Dù không thích cách hành xử của người lục gia nhưng thật sự cô cũng không muốn gây khó dễ họ. Cũng được, nhưng lục thạc càng không thể từ chối đành chấp thuận quay lại phòng họp khi nãy. Từ xa hữu thủ đã thấy hết mọi chuyện, anh ta nhanh chóng phân phó cho người đưa tin với hào danh đạt, tuyệt đối không được hợp tác với lục gia, thậm chí còn phải cho lục gia chặt đứt tơ tưởng với việc lợi dụng lục thạc. Xong việc anh nhếch miệng cười. Nhưng ai dám bất kính với phu nhân chiến thần, đừng mong yên ổn. Thiếu thủ cười khà khà rồi bỏ đi, mặc kệ đám người kia, dù sao anh ta đã giao phó hảo danh đạt, tên kia cũng là kẻ cáo già. Không sợ bị thiệt, trong phòng họp của Sunny. Các vị muốn bàn về vấn đề gì? Chẳng phải Sunny chúng tôi đã thông báo cụ thể là sẽ dừng hợp tác ở tất cả các hạng mục, các dự án liên quan sao? Thông báo còn chưa rõ? Hào danh đặt nhanh chóng vào vấn đề, không dài dòng, cũng không cho bọn người lục thị có cơ hội lên mặt. Hào Tổng, thiệt hại hợp đồng thì tính sao hả? Lục quân vứt sắp hợp đồng lên bàn, tỏ vẻ uy hiếp. Đây là một khoản tiền lớn, hợp đồng nào mà Sunny không phải đến hơn 5 tỷ chứ? Hào Tổng đây là vứt tiền sao? Hay định không bồi thường? Đến giờ phút này lục quân vẫn tự tin việc tập đoàn Sunny hủy hợp đồng thì tổn thất này không chỉ mình lục thị phải gánh, mà cả Sunny thiệt hại không nhỏ. Huống hồ ông nghe nói, Phúc Thị cũng bị trường hợp tương tự, nhưng Phúc Thị còn có thế lực xã hội đen chống lưng, còn Lục Thị ông thì không. Chúng tôi sẽ đền đủ số tiền theo thỏa thuận hợp đồng. Số tiền này sau khi bộ phận pháp lý xem xét sẽ thanh toán đầy đủ chi phí liên quan tới vấn đề này. Cậu, Lục Quân tức giận, không ngờ Sunny lại thẳng thắn đền bù. Số tiền này sẽ đủ không thiếu một đồng, Lục Thị các vị còn gì để bàn không? Tổn thất dự án kia, Hào Tổng không thấy quá đáng tiếc thì sao? sao với dự án sắp tới thì không đáng là gì cả. Hào Danh đã chính thức tạt gáo nước lạnh vào mặt Lục Quân. Lục Thạc, cháu chẳng phải là phó tổng giám đốc của Sunny sao? Cháu sao lại không nói đỡ cho chúng ta chứ? Lục Hùng nhanh chóng tìm được thời cơ, quay về phía Lục Thạc, muốn gây sức ép để Lục Thạc đứng về phía mình. Dù là phó tổng nhưng cháu không có quyền quyết sách mọi chuyện liên quan Lục Thị. Phía này Lục Thạc thành thật trả lời còn về việc đền bù hợp đồng thì cháu thấy Sunny cũng chịu đền bù đầy đủ, số tiền không phải nhỏ. nhưng tổn thất dự án rất lớn. mày mới đi ra khỏi nhà đã phản rồi. mày quên mất Lục gia mới là chỗ dựa cho mày rồi. Lục Quân cắt ngang, lên mặt quát mắng cứ như đây là Lục gia chứ không phải phòng họp của Sunny. Lục tổng, ông quên rồi. là ông đuổi cháu đi, là các người chối bỏ cháu, như thế nào giờ lại là chỗ dựa? và lại Sunny không cho cháu quyết sách những vấn đề liên quan đến lục thị cũng là quy định, thứ lỗi cháu không giúp được. Cô không muốn phải nghe điệp khúc là lục ra bao nhiêu tốt, bao nhiêu tình nghĩa với vô cùng cha cô. Những thứ đó là thật sao? Tuy cứng miệng là vậy, nhưng lòng cô vô cùng chua xót. Audio điện tử võ tấn bền. chương 21, lục quân mất mặt. Lục quân tức giận đập bàn đứng dậy. Mày! Tay ông ta run run chĩa vào mặt lục thạc, như muốn xả giận lục tổng lục lão gia ngài có lẽ nên chú ý một chút đây không phải là lục gia của ngài muốn dạy dỗ ai thì mời về lục gia các người đi hào danh đặt nhíu mày nghiêm giọng nhắc nhở lục quân lúc này lục hùng cũng thấy cha mình có hơi quá đáng dù sao đây cũng là công ty của người ta mà lục thạc danh nghĩa vẫn là tổng giám đốc của sunny nếu có gì nên đi cửa sau sao lại trước mặt chỉ tay năm ngón thế kia đừng nói là hào tổng mà lục thạc cũng sẽ không thèm giúp đỡ. Huống hồ người đối lý là lục thị họ, Sunny hủy hợp đồng cũng đã đồng ý bồi thường, họ cũng không thể bắt bẻ gì. Hôm nay đến mục đích là tìm nguyên nhân, nếu có thể tiếp tục hợp tác là tốt nhất. Cha, người nguôi giận. Theo con nên bàn bạc chuyện hợp tác trước, còn về chuyện gia đình, sẽ có cách sau, lục hùng ẩn ý nhắc nhở lục quân. Ông ta nghe vậy thì hơi khựng lại, nhíu mày nhìn lục hùng, cảm thấy con trai nói có lý dù sao tổn thất lần này quá lớn, làm ông ta có chút nóng nảy, lại nhìn thấy lục thạc làm phó tổng của Sunny thì càng không cam tâm. Trước giờ, một đời ông ta lăn lộn, gây dựng lục ra cực khổ, đến lúc thành tựu thì quên đi khổ cực khi xưa, một đường nâng cao đạp thấp. Ở lục ra hô mưa gọi gió thành tính, nhất thời quên mất mình đang ở tập đoàn Sunny. Chuyện hợp tác có thể bàn lại không? Khoản bồi thường kia không phải nhỏ, Sunny đây là vun tiền qua cửa sổ rồi. Lục quân lấy lại khí thế, mềm giọng một chút bàn luận về vấn đề cũ với hào tổng lục tổng chuyện hủy là hủy bồi thường là bồi thường tiền của chúng tôi cũng không đến lượt người ngoài dạy cách chi tiêu hào danh đạt cũng không nể nang gì mà nói thẳng quả thực số tiền bồi thường cho lục gia cùng phúc gia rất lớn nếu bình thường thì sẽ là một tổn thất khó bỏ nhưng ông chủ của sunny đã nói hủy là hủy tiền sẽ bù đủ dự án lớn hơn sẽ đến Hào danh đặt sẽ phụ trách những tập đoàn khác lớn hơn, anh ta cũng không thể không theo nha. Quả thực chỉ sau một đêm, tiền đổ về để bù hợp đồng dự án kia còn có dư, lại thêm nhiều dự án về kỹ thuật và trí tuệ nhân tạo liên quan tới quốc phòng, còn có các dự án lớn khác. Đừng nói Lục Thị hay Phúc Thị, mà nhiều thế gia lớn cộng lại cũng khao khát được hợp tác với những dự án như vậy. Còn có người đứng ra bảo hộ ký hợp đồng là các chính trị gia khét tiếng. Mối quan hệ quý báu đó ai mà không muốn chứ? Này các anh có thể xem xét lại, hoặc chúng tôi có gì chưa tốt, có thể chỉ điểm để chúng tôi tiếp tục không? Lục Hùng vẫn là người biết nhìn thời thế, có được giãn được cũng hạ mình một chút. Trách là trách các người động tới người không nên động. Chuyện chỉ có thể bàn tới đây, xin phép không tiến. Nói xong Hào Danh Đạt nhìn Lục Thạc ra hiệu cô đi theo anh, rồi đứng lên đi thẳng. Mặc kệ sự nghi hoặc cùng ngỡ ngàng của Lục Quân cùng Lục Hùng. Sau khi nhìn thấy Hào Danh Đạt cùng Lục Thạc đi ra ngoài, Lục Quân tức giận đập bàn. Chết tiệt. Lục Hùng có hơi giật mình, nhưng sau đó cũng cố gắng khuyên bảo Lục Quân một chút. "Cha đừng nóng giận, tuy chưa biết chúng ta đắc tội ai, nhưng cứ nên thử về xem xét lại." Lục Thạc dù sao cũng là phó tổng của Sunny, chúng ta gây chuyện ở đây cũng không phải là cách hay. Lục Quân nghe Lục Hùng phân tích cũng nguôi một chút, nhưng cục tức này ông không thể nuốt như vậy. Ông ta cho rằng bản thân bị từ chối là một chuyện vô cùng sỉ nhục, nhất là khi có Lục Thạc kia ở đó. Thật sự, ông ta muốn cho mọi người lục ra biết bất kỳ ai chống lại ông đều có kết cục thê thảm, nhưng Lục Thạc kia lại bằng cách nào đó làm được phó tổng, trừ khi. Trong đầu ông ta lóe lên chuyện gì đó, cười nham hiểm rồi bỏ đi. Lục Thạc sau khi được Hào danh đặt dặn dò chuyện liên quan đến hợp tác với Lục thị không cần cô can thiệp, còn những chuyện khác đều có thể tham gia. Dù sao Lục Thạc cũng không ngoài ý muốn, nên cũng tỏ rõ với Hào tổng đã rõ. Cô cứ thế một đường đến sảnh lớn ra ngoài cửa đã thấy hồ cửu chờ mình kết quả thế nào? hồ cửu chậm rãi hỏi. đều ổn rồi. thật ra lục thạc cũng không muốn quá nhiều lời dù sao thì chuyện này cũng có công của hồ cửu nhưng nhìn đến anh một thân bụi bặm cứ như đầu trộm đuôi cướp cô lại thở dài. lục thạc một giọng nói uy quyền như ra lệnh kêu theo. chính là lục quân ông ta cùng lục hùng vừa ra khỏi cửa đã thấy lục thạc đứng cùng hồ cửu tức giận trong lòng lại bộc phát thực sự muốn gian dậy lục thạc một trận, dù sao cũng là người họ lục, một câu cũng không nói giúp ông ta. Có chuyện, hồ cửu sắc mặt âm trầm lên tiếng thay lục thạc, bản thân cô khi nghe thấy giọng của lục quân thì theo bản năng có chút dùng mình. Loại như cậu không xứng lên tiếng, im lặng đứng đó hoặc xéo đi. Lục quân xem hồ cửu là tên vô lại không hơn không kém, lại đang bị tức giận áp chế, cũng không ngại đem hồ cửu là chỗ chút giận. Nhìn thấy vậy, lục thạc cũng lên tiếng. Ông nội, dù sao anh ấy vẫn là chồng con, hơn nữa ông cũng đuổi con đi rồi, đuổi mày đi, cho mày biết khôn ra, đuổi là mày không mang họ lục rồi sao? nhìn thấy tình huống căng thẳng, lục hùng vội xoa dịu, lục thạc à, dù có gì đi nữa thì ông vẫn là ông cháu, cháu vẫn là người lục gia, cái này không thể khác. hồ cửu vô cùng chướng mắt cái kiểu bề trên thượng đẳng này, nếu họ nghĩ lục thạc là con cháu họ lục, là người họ lục vậy sao ngay từ đầu lại đẩy lục thạc cho tên Phúc Thái Lâm kia? Hay cho danh nghĩa họ lục, thế sao lúc đẩy lục thạc lên giường tên Phúc Thiếu kia, các người không nghĩ lục thạc cũng mang họ lục? chương 22, Lục Thị đeo bám. Lục Hùng tái mặt, Hồ Cửu nói câu nào câu đó đều đâm vào lục gia. Quả thực, vì lợi ích lục gia cái gì cũng dám làm. Nhưng Lục Quân cho rằng, lợi ích Lục Gia là lợi ích chung, Lục Thạc cũng sẽ có lợi ích chung đó, hy sinh một chút cho Lục Gia thì có xá gì ông ta tự cho là đúng hùng hổ tiến lên xỉa cây gậy vào mặt hồ cửu cùng lục thạc chúng mày thì biết cái gì chứ lục thi do một tay tao gầy dựng thân là người lục gia thì hy sinh một chút cho lục gia thì đáng gì nói đến đây lục quân quay sang lục thạc vẻ mặt như người trên dạy bảo mày xem đi thân là con cháu lục gia làm gì thì làm đừng làm mất mặt lục gia nếu không tao sẽ gạch tên mày cùng người cha vô dụng kia khỏi gia phả nghe đến cha mình bị gạch tên khỏi gia phả lục thạc đau lòng không thôi Cha cô mỗi ngày nhu nhược cũng vì giữ gìn tình thân, không tranh không giành không màng tới mọi thứ. Còn ông nội cùng người nhà kia, lại cứ lần này hết lần khác dùng tình thân mà uy hiếp. Lục thạc mắt ửng đỏ tức giận. Ông nội, con tự hỏi lòng từ trước đến giờ luôn một lòng vì Lục gia, một lòng vì Lục thị. Dù bao nhiêu ấm ức cũng chưa từng than vãn, cha con cũng vì không tranh không cầu, chỉ muốn hòa thuận với cả nhà. Vậy mà mọi người giờ chỉ vì lợi ích kia mà sẵn sàng vứt bỏ cha con lục quân trong lòng hơi rụt rịt nhưng sĩ diện của ông ta không thể để ông ta xuống nước lục chỉ quả thực là đứa con hiền hậu nhất của ông nhưng cũng làm ông ta chướng mắt điều ông ta cần là một đứa con biết lợi ích gia tộc vì lục thị mà phấn đấu chứ không phải là kẻ chỉ biết giữ gìn khí độ dù lục chỉ có tốt thế nào thì trong mắt lục quân cũng là kẻ vô dụng hư một lũ vô dụng nếu không thể làm gì lục thị cùng lục gia thì chúng ta cũng không cần được sau này con cùng lục gia không cần có quan hệ con đi đường của con lục gia đi đường lục gia tuyệt không thể phiền nhau nghe những lời nói lạnh lùng của lục quân cô không còn chút hy vọng nào cả dù sao họ đã vô tình cô còn níu kéo cái gì chứ cháu gái à ông nội là đang tức giận vì dự án bị hủy nha cháu cũng đừng có như vậy cha à nói đi cũng nói lại đây là cháu nội của cha một đứa cháu ưu tú như thế sao có thể nói bỏ là bỏ Cha bất giận suy nghĩ lại nha. Lục Hùng nhanh chóng can ngăn hai người, "Gì chứ? Phó tổng Sunny, chỉ cần Lục Thạc chịu đi cửa sau thì có phải Lục gia càng khởi sắc, không thể dùng danh nghĩa Lục gia để hợp tác thì sao chứ?" Lục thị lập ra vài công ty con, trá hình một chút, Lục Thạc chỉ cần gật đầu thì những dự án kia ký kết với công ty con thì chẳng phải Lục thị nhận quả ngọt sao? Chuyện gì cũng có cách, không cần xé rách mặt nhau nha. Lục Hùng suy cho cùng cũng là một người có năng lực xoay chuyển nhanh cục diện nhưng đáng tiếc trên đầu ông ta còn người cha cổ hủ bảo thủ cố chấp lại thêm một đứa em tham mê quyền lực ông ta lâu dần cũng bị cuốn vào vòng xoáy kia tuy là phán đoán chính xác nhưng vẫn là bị vây hãm ngu ngốc lục gia còn thiếu người ưu tú sao một đêm mà có thể leo lên chức phó tổng hèn gì không chịu cùng với phúc hiếu nó cũng chỉ là bán thân đổi vị chỉ là vị kia cao hơn mà thôi nó có nghĩ gì cho lục gia không lục quân cứ như nắm được điểm yếu của lục thạc cứ thế quát lớn đường cũng không vắng người mà đây lại là khu vực nhiều nhân viên cùng khách hàng qua lại ông nội sao ông có thể nói với con như vậy con là tự mình đi bằng năng lực sao ông lại xỉ nhục con như thế vẻ mặt lục thạc càng đỏ gay gắt hồ cửu thấy vậy bước đứng trước cô chắn ngang tầm nhìn lục quân với lục thạc ông nói đủ chưa xóa tên thì xóa tên cắt đứt thì cắt đứt ông muốn công khai thì tôi công khai cho cả thế giới biết lục thạc không còn là người lục gia mà về cơ bản lục thạc là vợ tôi từ lâu cũng không tới lượt ông sinh sự dạy bảo ở đây mày thằng vô dụng mấy năm trước là đồ vô dụng mấy năm sau lại là kẻ đầu trộm đuôi cướp mày không có tư cách lên tiếng ở đây lục quân bị hồ cửu nói vậy thì càng tức giận trước giờ ông hô mưa gọi gió làm gì đến lượt một tên oách như thế này động đến tôi có vô dụng đến đâu cũng sẽ không dâng vợ mình lên giường kẻ khác vì lợi ích. Càng không làm điều tổn hại đến con cháu. Ông yên tâm, anh là ai chứ, chiến thần uy phong, sát khí quanh thân như muốn uy áp người khác. Một lục gia nhỏ bé kia, anh muốn giẫm kiểu gì mà không được. Nhưng vì lục chỉ cùng lục thạc, anh cũng chưa hề động tới lục gia, nhưng nếu đám người lục gia kia không biết đủ là gì, thì chắc chắn anh không định tha cho họ. Mày, mày nhìn đi, chồng mày đấy hỗn xược tao muốn xem không có lục gia chúng mày sống tốt đẹp được bao lâu. Còn mày lục thạc, mày lăn lộn trên giường người ta mới có được cái chức vị này, mày nghĩ tao không biết. Che mắt ai hả, lục hùng nhanh chóng kéo tay lục quân một chút. Cho dù chuyện này là thật cũng không nên đem ra mà nói. Bỏ tay ra, tạo hôm nay phải nói, nói cho cả thiên hạ biết. Trừ khi mày đứng ra giúp lục gia lấy lại dự án, nếu không chuyện mày làm đĩ kiếm cơm tao sẽ nói cho tất cả mọi người biết ông nội, con không có làm, ông đừng như vậy. Lúc này Lục Thạc thực sự tức muốn khóc, dù gì cũng là ông nội cô, sao có thể nghĩ cháu mình như vậy chứ? Ông thử nói tôi nghe xem nào. Hồ Cửu nhíu mày, sát khí quanh thân, Lục Quân dự là hôm nay không thoát khỏi tay Hồ Cửu. chương 23, chó điên thường cắn càng. Lục Quân vô cùng khó chịu với thái độ của Hồ Cửu, đứng trước anh, ông ta cảm thấy bản thân như bị át phía dù là tức giận nhưng trong nội tâm vẫn sinh ra sự sợ hãi khó hiểu hừ một đứa con gái như nó có bao nhiêu năng lực xoay người lại trở thành phó tổng của tập đoàn sunny nói nó tự lực sao ta đây không tin dừng một chút lục quân nhìn dáng vẻ hồ cửu như không có gì thì lại vô cùng tức giận đây chẳng khác nào coi thường lời nói của ông ta cứ cho là nó có năng lực nó tài giỏi thì sao chứ cũng chỉ là một đứa con gái ngoài lăn lộn trên giường thì làm gì có chuyện một bước lên cao như vậy chứ. Hồ Cửu nhìn thấy lão già lục quân cứ vênh mặt chĩa mũi rùi về phái họ, lại cứ oang oang như sợ người không nghe thấy. Vậy sao, ông bất tài vô dụng thì thôi đi, người khác tài giỏi hơn ông thì ông thấy không tin được. Anh nhếch mép cười khinh bỉ, vẻ mặt như không có gì chắn ngang trước lục thạc. Người ông này còn xứng là ông sao? Ông nội, cháu sống với ông như vậy, đối với lục gia ra sao, Ông nội lại nghĩ con như vậy sao? Lục Thạc vô cùng bức xúc, cô làm bao nhiêu điều vì Lục gia, vì Lục thị, dù có bất cứ điều gì, bị ức hiếp ra sao cô cũng chấp nhận. Cô không hề than vãn lời nào, cô rằng chỉ cần là người thân với nhau thì trước sau cũng sẽ thấy rõ được. Hơn nữa, những gì cô làm ra kết quả đều thấy bằng mắt, vậy mà ông nội không tiếc đuổi cô đi chỉ vì cô không chịu qua đêm với Phúc thiếu. Bây giờ lại không tiếc lời mắng nhiếc cô ở nơi đông người lại còn cho rằng cô qua lại không trong sáng cùng hào tổng. Ta nói có gì sai, mày không có lục ra thì cũng chả làm nên gì cả, trừ ngủ với đàn ông mày còn làm gì được. Lục Hùng thấy Lục Quân nói hơi quá lời cũng hơi kéo nhẹ tay áo Lục Quân. Đúng là Lục Hùng cũng có thoáng qua suy nghĩ như cha mình, nhưng ông ta biết tính cách của Lục Thạc, cô sẽ không làm như vậy. Còn về việc tại sao cô lại trở mình nhanh như thế thì làm ông ta hơi nghi ngờ. Cha chuyện này, có thể đến nơi khác nói, dù sao cũng liên quan bộ mặt lục gia lục hùng can ngăn một chút nhìn ánh mắt bất thiện mọi người xung quanh chỉ trỏ ông hơi chột dạ dù cho lục thạc có thực sự như lời lục quân nói thì việc đứng ở đây bếu xấu nhau cũng không là cách hay ta cần phải sợ con nhãi này sao ta cho mày hai lựa chọn một là mày tìm cách để tập đoàn sunny hợp tác với lục thị hai là từ nay lục gia với mày không còn chút can dự ta sẽ công bố công khai điều này sống hay chết thì cha mày cùng mày không còn là người lục gia. Tự chọn đi. Lục quân to giọng như ra lệnh, bằng lòng ông ta vẫn rất tự tin, đừng nói là về chuyện gì, chỉ việc lục thạc cùng lục chỉ không trốn nương thân cũng đủ để họ suy nghĩ lại. Còn có, dù lục thạc là phó tổng của Sunny thì sao chứ? Một đứa con gái không có chống lưng là gia tộc lớn thì sớm muộn cũng sẽ bị ăn tươi nuốt sống. Chưa kể lục chỉ kia là người như thế nào chứ? Lục quân như nắm thoát bọn họ, dù có đến bước từ bỏ hai người kia thì cũng xứng đáng không có lợi ích cho lục thị thì không cần ở lục gia được mong lục tổng ông giữ lời công khai từ bỏ quan hệ với lục thạc từ nay về sau không liên quan đến nhau phiền ông công bố luôn cho tiện hồ cửu cứ thế khiêu khích dù sao đây cũng là điều anh muốn chỉ khi lục thạc cùng lục chỉ không còn liên quan đến lục gia thì họ mới không bị đám người lục gia lợi dụng anh đã vẽ ra một đường phát triển cho lục thạc anh không muốn những con người này ảnh hưởng đến con đường phát triển của lục thạc càng không muốn thấy bọn ruồi nhặng suốt ngày bám lấy vợ chồng anh vì lợi ích mày không có tư cách nói ở đây lục quân quát lên vậy thì ông càng không có tư cách ở đó khoa tay múa chân ông không công bố thì tôi công bố giúp ông đảm bảo trong một tiếng nữa cả thành phố này à không phải là cả đất nước này đều biết lục gia cùng lục thị kia sẽ không còn chút quan hệ gì với lục thạc hồ cửu cứ như thế đứng đó ung dung thoải mái nhất mà nói nói xong lại xoay người nhìn lục thạc em nói đi em đồng ý chứ tuy trong lòng lục thạc có hơi dao động dù sao lục gia cũng là nhà của lục chỉ cô không muốn cha mình đau lòng nhưng nghĩ tới từng người lục gia bức ép lục thạc nhìn hồ cửu lại nhìn lục quân rồi gật đầu được đi thôi không nên đôi co với những người không đáng nói rồi cũng không cho lục quân cơ hội nói thêm hồ cửu đưa lục thạc lên xe được lắm giỏi lắm. Chúng mày chờ xem, không có lục gia này, chúng mày sẽ làm nên cái quái gì. Lục quân nhanh chóng phân phó để lục hùng xử lý chuyện đưa tin chấm dứt quan hệ với lục thạc cùng lục chỉ. Nhớ, không để chúng nó sống yên ổn. Ông muốn lần công bố này không chỉ cắt đứt quan hệ mà còn dìm chết lục thạc trong dư luận. Có thể nào cho mình like hay CMT gì đó không cả nhà ơi. Cho mình xin chút động lực để ra chương nhiều hơn đi mà. Chương 24, dư luận bùng nổ. Quả thực Lục Gia cũng có chút thực lực, chưa tới 2 tiếng đồng hồ, thông tin Lục Gia khai trừ Lục Thạc cùng Hồ Cửu, từ nay tuyên bố không hề liên quan đến nhau. Không chỉ có vậy, theo sau thông tin kia còn có thông tin Lục Thạc vì muốn đạt được mục đích mà bán thân, trở thành một thành viên của tập đoàn Sunny. Trong một buổi sáng, cổ phiếu tập đoàn Sunny tụt giá trầm trọng, tổn thần con số không lường được. Chết tiệt, Lục Gia kia nghĩ rằng đang làm gì, là người cầm cán dao sao? Hào Danh đạt vô cùng tức giận một đám lục gia tự cho là đúng nếu họ biết số tiền sunny mất đi không thấm vào đâu so với tài sản hiện tại thì họ có hối hận không nhỉ liên hệ ông chủ đi hào danh đặt quay mặt ra lệnh cho trợ lý tâm đắc không cần tôi đây trợ lý của hào tổng còn chưa kịp ra ngoài hiếu thủ đã từ từ tiến vào vẻ mặt không hề có sự lo lắng tìm tôi chuyện lục gia làm loạn tin kia sao hiếu thủ tiến vào ghế dành cho khách ngồi một cách thoải mái nhất có thể bộ dạng như không có gì ông chủ, chuyện kia, chúng ta tổn thất không nhỏ. Nhìn ông chủ bí ẩn kia cứ bình chân như vậy, lại vô cùng không quan tâm, kia là tiền nha, là tiền tươi thóc thật, ông chủ này thực sự giàu tới mức nào chứ? Bao nhiêu không quan trọng, đè ép lục ra xoay chiều tin tức không phải ổn rồi sao? Thiếu thủ vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt lộ vẻ thâm độc. Anh ta mệt danh là quân sư trốn chiến trường, danh xưng ra cát tái thế không phải chỉ có hư danh. Dù xoay chiều thì tổn thất này vẫn rất lớn trợ lý của hào danh đạt không hiểu được, cũng lên tiếng. Số tiền kia rất lớn nha, trong khi ai làm ăn mà chẳng nghĩ tới việc kiếm lợi nhuận chứ. Thì sao, ngày mai Sunny sẽ nhận lại lợi ích gấp 5-6 lần. Còn về chuyện lục ra, thì các người cứ nhìn mà làm. Lục Thạc là phó tổng của Sunny, chuyện Sunny bảo vệ nhân sự của mình không phải tốt hơn sao. Hữu thủ vẫn ngồi đó, ung dung hơn nữa, lời nói rõ ràng là muốn Sunny bảo vệ Lục Thạc, còn có vế kia chuyện lợi ích của sunny thì hào danh đạt lờ mờ đoán được có gì đó anh ta là một người lăn lộn trong giới thương trường này bao lâu chứ một chút ẩn ý kia hào danh đạt có thể cảm nhận được lục thạc kia không đơn giản là lục tiểu thư của lục gia mà còn có thân phận nào đó mà ông chủ bảo vệ như vậy sự bảo vệ này không giống tình nhân lại giống như đối với bể trên vâng ông chủ cứ căn dặn tôi sẽ làm theo hữu thủ khá hài lòng với thái độ của hào danh đạt không hỏi nhiều có thể đào tạo được làm đi tôi muốn thấy kết quả trong tối nay nói xong hữu thủ rứt khoát bỏ đi hào tổng kia hào danh đặt ra hiệu cho trợ lý của mình im lặng ngẫm nghĩ một chút hào danh đạt nhanh chóng đã có đối sách ý của ông chủ là bỏ toàn lục thạc cũng chặn đứng đường lục ra đây là muốn mọi người biết chỉ cần là ai động đến lục thạc hoặc sunny đều sẽ có hậu quả không tốt mà cái hậu quả kia có lẽ là phải do đích thân hào danh đặt anh xử lý Hồ Cửu cùng Lục Thạc bên này vừa vào biệt thự, đã nhìn thấy Lục Chỉ Thần thờ ngồi ở bậc tam cấp. Cha, sao cha lại? Lục gia quá tuyệt tình rồi. Dù sao còn cũng. Nói chưa hết câu, Lục Chỉ đã gục mặt xuống vô cùng thất vọng. Ông biết bao năm qua ông bất tài vô dụng, chịu đủ mọi sự để nhẫn nhịn vì điều gì. Đến giờ ông cũng không biết vì điều gì nữa, một đứa con gái mà ông không bảo vệ được thì ông còn làm gì được nữa chứ. Cha, đừng lo, họ không làm gì được lục thạc cả hồ cửu khẳng định nói thì hay lắm danh dự con bé xem như hủy rồi lục chỉ bất lực tuyệt vọng lục ra bên kia quả thật triệt để làm ông lạnh tâm em đưa cha lên phòng trước đi anh còn có việc nghe hồ cửu nói vậy lục thạc hơi lo lắng sợ anh làm gì đó quá đáng anh đi đâu không hay là cứ ở nhà đi nhìn vẻ mặt lo lắng của lục thạc trong lòng hồ cửu ấm áp hơn anh bỏ cô nhiều năm như vậy cứ nghĩ cô sẽ không dễ tha thứ cho mình nhưng dù là giận cô vẫn quan tâm anh vậy là đủ đừng lo anh có chút việc riêng thôi sẽ không làm gì cả tin anh hồ cửu cười cười muốn lục thạc yên tâm hơn cô nhìn anh một chút cũng gật đầu bản thân thì đỡ cha lên phòng dù sao cô muốn an ủi cha một chút chuyện tin đồn nhảm kia cô thực sự rất ấm ức nhưng cứ mặc kệ là được rồi hồ cửu ra khỏi biệt thự nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó ánh mắt anh chăm chú nhìn vào bụi cây gai nằm ở khu nhà biệt thự ở đằng xa kia thì ra là nó anh tự nói với mình rồi nhếch miệng cười lúc này hữu thủ cũng đi đến bên cạnh hồ cửu thiết soái ngài phát hiện gì sao cậu không thấy lạ sao nơi cao cấp như thế này loại cây cảnh nào không có lại có một bụi gai nằm bên cạnh căn biệt thự kia lại là xung quanh không có loại cây nào có hoa Hữu thủ theo ánh mắt của hồ cửu nhìn đi, vừa thấy bụi gai rậm rạp thì hơi nhíu mày. chương 25, chủ nhân bí ẩn. Hồ cửu mỉm cười, cảm giác chủ nhân của những khu biệt thự cao cấp này rất thú vị, lại có vài phần ý tứ. Hữu thủ, điều tra ra chủ nhân của những khu biệt thự cao cấp này chưa? Vẫn chưa ạ. À? Chỉ có một chút thông tin, thật sự nói ra lại quá mức bí ẩn rồi anh ta tìm kiếm thông tin nhiều ngày qua thì ngoài thông tin về tập đoàn bất động sản luxury thì chủ nhân sau màn thực sự là ai thì vẫn chưa có thông tin gì thêm thú vị muốn chủ nhân ra mặt chẳng phải nên động vào những thứ mà chủ nhân yêu thích sao nói xong hồ cửu nhếch mép cười hồ cửu cùng hữu thủ đi về phía căn biệt thự kỳ quái có bụi gai vây quanh kia tuy bụi gai chỉ toàn âm khi nhưng ánh sáng bên trong căn biệt thự lại vô cùng ấm áp tạo một cảm giác quá mức mâu thuẫn, dường như các bụi gai này chủ yếu bảo vệ những thứ trong căn biệt thự nhỏ kia. Hữu thủ cảm nhận xung quanh như có một luồng năng lượng nào đó ngăn cản, làm cho anh ta có cảm giác không muốn tới gần căn biệt thự nhỏ kia. Khó chịu. Nhìn hữu thủ nhíu mày, hồ cửu nhẹ giọng hỏi. Không hẳn, tôi cảm giác như rất chán ghét đến đây, thật lạ. Quả thật anh ta có định lực khá cao, nếu không thực sự đã bỏ đi nơi khác. Cảm giác chán ghét làm anh ta vô cùng ác cảm với căn biệt thự nhỏ này. Hồ Cửu nghe hữu thủ nói vậy cũng không nói gì thêm, đi đến gần bụi gai, đột nhiên Hồ Cửu hành động nhanh gọn, nhổ lên bụi gai to nhất. Sau đó, tay Hồ Cửu như làm một động tác phong ấn cái gì đó, bụi gai lại trở về hình dạng ban đầu. Nhưng cảm giác hoàn toàn khác, có vẻ như xung quanh trở nên dễ chịu hơn. Hiếu thủ cũng cảm nhận được không còn cảm giác chán ghét như lúc đầu nữa nhìn căn biệt thự kia chỉ thấy bình thường như mọi căn biệt thự khác mà thôi đi thôi hồ cửu làm một loạt hành động lại không đi vào biệt thự mà lại bỏ đi trên miệng vẫn nở nụ cười bí hiểm như chờ đợi gì đó một đường đi ra khỏi khu biệt thự này hồ cửu không hề quay đầu lại hữu thủ thì lại vô cùng khó hiểu anh ta lờ mờ nhận ra sự chán ghét căn biệt thự có lẽ từ kết giới kia nhưng tại sao thiết soái phá phong ấn lại không để làm gì chỉ vì thích thôi sao hữu thủ vô cùng khó hiểu nhưng dù khó hiểu thế nào anh ta cũng không dám hỏi trực tiếp hồ cửu. Quá mất mặt rồi, đường đường là tâm phúc bên cạnh thiết soái mà lại đi hỏi những chuyện như vậy, mất mặt quá mất mặt. Thực sự nếu anh ta biết chỉ là hồ cửu thuận tay muốn phá một chút, thì có lẽ hiếu thủ sẽ cắn lưỡi mà chết mất. Bây giờ, đi đâu ạ? À? Dung vị sắp ra ngoài rồi, cần dọn dẹp một chút. Còn có cần người bảo vệ cậu ấy cùng gia đình. Hiếu thủ nghe vậy liền hiểu ra, đúng là cần phải có nền tảng, Cứu người là chuyện nhỏ, quan trọng là sau khi cứu ra người đó có sống được hay không. Dung vị kia, khi nào có thể ra ngoài? Câu hỏi này khiến Hồ Cửu khựng lại, lẽ ra Dung vị nên ra tù từ vài ngày trước, nhưng có vấn đề xảy ra. Dường như có một thế lực nào đó cản trở, chỉ là thế lực kia vẫn chưa biết người cứu Dung vị là Chiến Thần Lẫy Lừng. Điều đáng ngạc nhiên là khi truy ra, Hồ Cửu lại tra ra được có sự nhúng tay của nhiều gia tộc. Những gia tộc kia quá coi thường chuyện lần này rồi điều anh đang lo lắng chính là sau khi dung vị ra ngoài, đám người kia sẽ lại bày bố thêm thiên la địa võng. Vậy, đám người kia, trong bóng tối cũng sẽ có vài người có thực lực, dùng được là được. Vâng, nói rồi hồ cửu cùng hữu thủ đi khỏi khu biệt thự, nếu nói rằng họ cứ thể hai người đến quán ba ngầm XO. Đây là nơi nổi tiếng của những dân anh chị tụ tập, người chủ là quán này chính là Lão Trư. Người này to béo, vẻ mặt luôn cười hề hề, thủ đoạn vô cùng lợi hại khắp cả thành phố ra không ai không nể mặt vài phần. Các gia tộc đều tránh lão chư, dù sao lão già này quá mức biến thái thủ đoạn thâm độc. Năm ngoái chỉ vì một người đến quấy phá quán ba ngầm này, mà hắn cho đàn em đến nhà người kia quấy phá không ngừng nghỉ, còn khủng bố tinh thần họ. Cho một lon coca. Giọng hồ cửu rất cứng rắn. Hữu thủ ngơ ngác nhìn chiến thần trong lòng mình. Coca sao? Tới quán ba gọi coca. Người anh em, anh đùa tôi sao? nhân viên phục vụ nhíu mày nhìn hồ cửu, lần đầu tiên hắn ta thấy có người đến gọi coca. Ở ba có coca sao? Đến ba uống coca sao không đến bách hóa chứ? Không đùa, tôi muốn coca. Hồ cửu lần nữa khẳng định, nhìn tên phục vụ như chắc chắn. Anh nên ra bách hóa gần đây. Ở đây không có coca, tên phục vụ cũng không muốn nhiều lời. Tôi tưởng quán 3X, O là nơi đem niềm vui cho khách. Không phải câu nói đó ở trước bảng hiệu kia sao? Hồ Cửu vừa nói vừa chỉ sang bảng hiệu ngay cách đó không xa. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 25.